Chương một Hồ Nữ Một vùng hoang địa bao la không có dấu chân người, có thể thấy trên mặt đất màu xám nhạt, ngoại trừ vài bụi cỏ dại thì chỉ có mấy tảng đá màu xám trắng có hình dạng, kích thước khác nhau. Ánh nắng gay gắt từ trên không đang thiêu đốt, khắp không gian ngập tràn bụi vàng bay lả tả. Trong mảnh đất trời mờ mờ ánh vàng ấy, một bóng người nhỏ nhắn dần dần hiện ra, nó đang cố sức chạy thật nhanh về phía trước. Đó là một bé gái chừng 6, 7 tuổi, trên vạt áo lưới màu vàng nhạt có thêu một đóa hoa mai màu trắng, trên đầu là hai búi tóc đen nhánh đôi mắt to đen vô cùng linh động cái miệng nhỏ xinh đỏ tươi nổi bật trên khuôn mặt xinh xắn tay phải bé gái đang nắm chặt một cái trống bỏi cái trống bỏi này có vẻ khá cổ xưa hai mặt trống đã ố vàng bề mặt có vẽ mấy cái hoa văn thanh xà hai quả tròn ngắn dài đang vẩy qua vẩy lại thỉnh thoảng chúng lại đánh vào mặt trống tạo ra những âm thanh nhẹ cô bé này tuy nhỏ tuổi nhưng rất lanh lẹ nó nhấp nhiều người mấy cái đã chạy tới một bụi cỏ dại cao ngang đầu người ở giữa bãi đất trống chạy dưới ánh nắng thiêu đốt trên chắn cô bé đã vã đầy mồ hôi một dòng mồ hôi từ trên đầu chảy qua má bên trái rồi đang nhỏ dòng dòng xuống cái cổ trắng nõn của cô bé nó đưa tay trái lên xoa nhẹ trên khuôn mặt bầu bĩnh giờ đã đỏ bừng lên căng mọng như trái táo chín bước chân vẫn không hề có ý định dừng lại yêu nhiệt kia chạy đâu cho thoát đúng lúc này một tiếng nam tử quát to truyền tới từ phía sau cô bé nghe thấy bỗng khựng lại sắc mặt bị dọa cho trắng bệch cả da tay phải cầm trống liền nâng lên rồi ra sức lắc bờ môi cũng khẽ mấp máy vài cái một luồng sáng xanh hiện lên trên mặt trống mỗi tiếng động do viên tròn gõ lên mặt trống lại kèm theo một luồng sáng xanh phủ lên trên đám cây dại bụi rậm lập tức được bao phủ bởi luồng sáng xanh tuy nhiên chỉ duy trì được phút chốc mà thôi sau đó liền tan biến như chưa có gì xảy ra cô bé không ngừng lắc trống hai viên tròn liên tiếp đập vào mặt trống tạo ra những luồng sáng xanh bay ra bụi rậm được bao phủ trong luồng sáng ấy sắc mặt cô bé càng ngày càng tái nhật sau những hành động liên tiếp như vậy tuy nhiên nó không dám ngơi nghỉ mà vội chui vào trốn sâu trong bụi rậm. Cô bé vừa chui vào trong bụi rậm được chốc lát thì cách đó cỡ 10 trượng bụi đất mù lên, một bóng người vừa bay tới rồi đáp xuống ngay phía trước bụi rậm. Kẻ vừa xuất hiện là một đại hán cao to có dâu quai nón, ước chừng tuổi cỡ 40, tay gã cầm một thanh phác đao sáng loáng, mới nhìn qua đã thấy có vẻ gì đó hung ác. Ánh mắt gã đang nhìn vào những dấu chân nhỏ ngay kế bên bụi rậm, thân hình khẽ rung lên, gã muốn sách đao nhảy vô bụi. Nhưng đúng vào lúc này, những luồng sáng xanh đột nhiên lóe lên trên bụi rậm, năm sáu con rắn màu xanh bắn vụt ra, chúng hung hăng há miệng lao tới cắn đại hán kia. Đại hán dâu quai nón chỉ khẽ giật mình, sau đó tay trái gã xuất hiện một tấm phù lục, gã vỗ tấm phù vào thân mình làm hiện lên một tầng sáng bảo hộ màu trắng, đồng thời tay phải của gã vung lên, thanh phát đao liền bổ về phía trước tạo ra âm thanh ông ông. Xoẹt, một đạo hàn quang dài cỡ vài thước bắn ra từ thanh phát đao, sau mấy cái ánh sáng chấp động, ba con rắn xanh đã bị đao chém thành hai khúc. Cùng lúc đó vang lên hai tiếng bộc bộc hai con rắn va vào màn sáng hộ thể liền bị rội ra, sau đó chúng cũng bị chém làm hai khúc bởi nhát đao xoay vòng lại của gã đại hán. Mấy con rắn xanh bị gã đại hán đánh bay trong nháy mắt, lúc này chúng hiện nguyên hình là mấy khóm cỏ dại ven đường. Đại hán buông tiếng hừ lạnh rồi lại muốn nhảy vô trong bụi, tuy nhiên đúng lúc này sắc mặt gã hơi khựng lại, gã vội thu phát đao lại rồi đứng yên tại chỗ. Những âm thanh soàn xoạt từ phía sau truyền tới, ngay sau đó xuất hiện hai bóng người. Một tên là đạo sĩ trẻ tuổi gầy đét, gã mặc một cái trường bào màu xám đã rách nát, trên tay gã là một cái phất trần. Tên còn lại là một gã nam tử mặt ngựa, dáng người nhỏ bé nhưng có vẻ nhanh nhẹn, trên mặt gã còn có mấy vết máu bầm, đầu tóc thì có vẻ bù dù. Hai vị đạo hữu không bị sao chứ? Đại hán dâu quai nón quay đầu lại nhìn hai gã mới tới rồi hỏi. Yêu nghiệt này không hổ là nữ yêu hồ, quả thật vô cùng giảo hoạt. Lúc nãy ta và tề đạo hữu vì có chút nóng vội chủ quan nên cũng ăn vài chiêu ám toán, nhưng mà cũng không có vấn đề gì. Ủa mà sao Yến Đạo Hữu lại đứng ở đây, Còn yêu nghiệt kia chạy đâu rồi? Gã mặt ngựa khoát tay rồi hỏi với vẻ nghi ngờ. Gã dâu quai nón không thèm trả lời mà chỉ tay về phía bụi rậm và mấy dấu chân nhỏ có thể dễ dàng nhìn thấy ở ngay phía trước. Chúng ta còn trần chờ gì nữa? Lập tức xông lên tóm sống nó thôi. Gã mặt ngựa thấy vậy liền nhắm ngay một chỗ tính chui vào bụi rậm. Yêu nghiệt này chạy trốn đã một ngày đêm, chắc là cũng sức cùng lực kiệt rồi, tuy nhiên nó sử dụng huyễn thuật thuộc tính mộc, ở chỗ bụi rậm này đúng là như cá gặp nước, chúng ta tùy tiện xông vào e rằng không ổn. Đạo sĩ họ tề hơi hít mắt lại rồi khẽ nói, chẳng lẽ lại buông tha cho nó thoát hay sao? Yêu nghiệt này nhỏ tuổi mà đã xảo trá như vậy thì khi trưởng thành có thể sẽ là mối họa lớn của trăm họ. Gã mặt ngựa lộ ra vẻ trần trừ, bước chân dừng lại nhưng miệng nói ra những lời không cam tâm. Chúng ta là nhân sĩ chính đạo, trừ yêu hàng ma là việc nghĩa không thể chối từ. Con yêu hồ này đã bị ba chúng ta tìm được thì đương nhiên không thể thả cọp về rừng. Gã dâu quai nón toát lên chính khí ngút trời khi mở miệng nói. Như vậy Yến Đạo Hữu đã có đối sách hợp lý sao? Đạo sĩ họ tề khẽ nhấp nháy hai mắt rồi cất tiếng hỏi. Đám bụi rậm này có diện tích không nhỏ, nếu ba chúng ta tùy tiện xông vô thì dù chắc chắn bắt được yêu hồ nhưng e rằng cũng phải hao tốn không ít sức lực. Nghe nói Phùng Đạo Hữu mới mua một tấm hỏa vân phù, dẫn phong thuật của tề Đạo Hữu thì đã lô hỏa thuần thanh, hai đòn trên mà phối hợp lại thì sẽ đốt trụi đám cây bụi này lúc đó yêu hồ làm gì còn chỗ trốn nữa gã dâu quai nón nói chậm rãi hỏa vân phù cũng được thôi tuy nhiên sau này ra lông của yêu hồ phải để phần ta những thứ khác ta không cần được chứ gã mặt ngựa suy nghĩ giây lát rồi trả lời không được phải bắt sống con yêu hồ này gã dâu quai nón lắc đầu dứt khoát từ chối yến đạo hữu có ý gì đây hỏa vân phù của ta là loại bùa chú trung giai sơ cấp ta đã tốn không ít tiền vào đó. Sắc mặt gã mặt ngựa sầm lại, thanh âm trở nên lạnh lẽo. Phùng đạo hữu cứ yên tâm, chờ có vội, nếu ta không nhầm thì Yến đạo hữu đang là đệ tử ngoại đường của huyết đao hội, gần đây hội có ban nhiệm vụ là phải bắt sống yêu hồ. Nếu như hoàn thành được nhiệm vụ thì không chỉ trở thành đệ tử nội đường mà còn được ban thưởng một viên sất huyết đan cùng với một ngàn linh thạch. Đạo sĩ họ tề liếc nhìn đại hán dâu quai nón rồi nói với thâm ý sâu xa. Không ngờ tin tức của tề đạo hữu lại linh thông như vậy, việc của huyết đao hội bọn ta cũng biết không ít nhỉ. Người ngay thẳng không nói hai lời, nếu như nhị vị có thể giúp ta bắt sống con yêu hồ này thì số linh thạch ban thưởng sẽ chia đều cho hai vị. Được chứ, gã dâu quai nón lạnh lùng đáp, Yến Đạo Hữu đã nói vậy thì đương nhiên bần đạo không có ý kiến gì. Gã đạo sĩ họ tề khẽ phất cây phất trần rồi đáp. Thỏa thuận như vậy thì đừng nên chậm chế nữa, hành động thôi. Gã mặt ngựa nói xong liền móc ra tấm phù lục, ánh mắt nhìn về nó lần cuối với vẻ tiếc nuối rồi vung tay ném ra. Miệng gã khẽ lẩm bẩm, mặt ngoài tấm phù lục liền nổi lên một vầng sáng đỏ, sau đó nó vỡ tung ra tạo thành một đám lửa đỏ thẫm to như một đám mây lửa lao thẳng về bụi rậm. Phừng, đám cây bụi cao ngập đầu người khi chạm vào đám mây lửa liền bốc cháy phừng phừng. Gã đạo sĩ họ Tề sau khi hô to vô lượng thiên tôn liền cầm phất trần vung mạnh ra đằng trước. Trong giây lát những tiếng ông ông vang lên, vài ngọn cuồng phong xuất hiện rồi nhanh chóng mở rộng theo hình xòe quạt. Được gió tiếp sức, biển lửa nhanh chóng lan rộng ra khắp bụi rậm, những cuột khỏi đen cuồn cuộn trong không khí, cho bụi bay khắp nơi. Gã dâu quai nón cùng hai tên kia đang nhìn chăm chú vào biển lửa. Ở kia kia, đột nhiên đạo sĩ họ tề quá to, thân hình gã bắn về phía trước với tốc độ cực nhanh, cây phất trần trong tay rung lên ẩn hiện ánh sáng màu xanh. Gã dâu quai nón và gã mặt ngựa nghe thấy vậy chỉ khẽ giật mình rồi liền lao theo sau gã đạo sĩ. Cách đó chừng hai, ba mươi trưởng, một bóng người nhỏ nhắn bắn ra khỏi đám bụi rậm đang bị biển lửa đốt trụi dần đó chính là cô bé ban nãy trốn trong bụi rậm lúc này cái áo lưới màu vàng nhạt trên người nó đã bị rách thêm vài chỗ khuôn mặt trắng nõn cũng bị hun thành đen nhánh rồi lúc nãy nó trốn vào đám cây bụi rộng lớn này để không phát ra tiếng động nó đã phải cẩn thận di chuyển thật nhẹ nhàng thay đổi hướng liên tục để trốn chạy lúc nãy nghe thấy tiếng nổ lớn ở sau lưng cứ tưởng rằng đã có thể thở phào thì thật không ngờ đối phương dùng hỏa công ép nó phải hiện thân Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lúc này như đông cứng lại, lộ rõ vẻ kinh hoàng, nó vội lao như điên về phía trước, bộ dạng vội vàng luống cuống, trong miệng bật ra những tiếng ho khan. Nó chưa kịp chạy bao xa thì đã thấy phía sau ập tới luồng khí lạnh, một đám tơ xanh đang ập tới từ phía sau lưng. Cùng lúc đó phía trên đầu cô bé cũng vang lên những tiếng suy suy, một mảnh lưới đen rộng cỡ một trượng cũng đang chụp xuống. Cô bé lộ ra vẻ tuyệt vọng trong mắt, tuy nhiên ngay sau đó nó nhìn thấy một cái cây nhỏ ở cách đó khoảng 10 trượng hai mắt nó sáng rực lên, nó tự cắn mạnh vào đầu lưỡi mình. Tóm được rồi, gã mặt ngựa tuy tới chậm nhất nhưng thấy cảnh gã dâu quai nón và gã đạo sĩ liên thủ chặn hết đường chạy của cô bé thì lập tức tỏ vẻ vui mừng. Đám tơ xanh lao về phía trước mấy trượng rồi cuốn ngược lại trói chặt cô bé, tấm lưới đen từ trên không cũng ụp thẳng xuống. Tuy nhiên đúng lúc này, bóng người cô bé đang bị nhốt cứng không thể nhúc nhích bỗng nhiên lóe lên những ánh sáng xanh tán loạn rồi biến thành một cái cây nhỏ khẳng khiu. Mộc đồn gã dâu quai nón và gã đạo sĩ họ tề vừa đáp xuống, chúng nhìn diễn biến trước mặt với ánh mắt sầm lại. Ở kia kia, gã mặt ngựa vung ngón tay chỉ về phía cách đó không xa. Cái cây khẳng khiêu nhoáng một cái lại biến thành cô bé tay cầm chống bỏi, nó lướt nhanh về phái sau rồi lại cắm đầu chạy. Đuổi theo, có lẽ do phát động một đột nên cô bé giờ này mặt cắt không còn giọt máu, chân bước lảo đảo, tốc độ chậm hơn nhiều nên khoảng cách với ba gã đằng sau ngày càng rút ngắn lại. Ôi, cô bé bỗng hét lên một tiếng kinh hoàng, nó bị trượt chân ngã nhào về phía trước, người va phải một tảng đá to hơn trượng rồi ngã lăn ra đất. Trốn nữa đi, ba gã thấy vậy liền chậm chân lại rồi hợp thành thế bao vây, gã mặt ngựa liếm môi rồi nói. Ba gã liên thủ truy đuổi đã một ngày một đêm, dọc đường còn chúng không ít ám toán của cô bé nên giờ này tỏ ra rất bực bội. Nhất là gã mặt ngựa đã mất toi một tấm hỏa vân phù. Cô bé vốn rất lanh lợi, nhưng giờ này bị ba gã vây chặt nên chỉ còn biết nép mình vào tảng đá lớn sau lưng nó nhìn ba gã bằng ánh mắt vô cùng oán giận ba gã thèm không quan tâm thái độ của cô bé gã mặt ngựa còn bước tới vung tay lên và nói lạnh lùng ta không giết ngươi nhưng cũng phải dạy cho ngươi một bài học đúng lúc này một chuyện bất ngờ xảy ra một tiếng rắc vang lên khối đá to mà cô bé đang dựa lưng vào bỗng nhiên nứt vỡ ra trên bề mặt xuất hiện vô số khe hở và những mảnh đá vụn rơi đầy đầu tóc cô bé làm cho nó thoáng giật nảy mình ồ oh, gã mặt ngựa thấy vậy liền khẽ kêu một tiếng cánh tay vung lên cũng chưa vả xuống hai gã dâu quai nón và đạo sĩ cũng tạm rời mắt khỏi cô bé và nhìn vào tảng đá. Tạch tạch, khi ba gã nhìn lại thì những khe nứt trên tảng đá đã lan rộng như mạng nhện, đá vụn văng tung tóe khắp mặt đất. Á, à, cô bé cũng không ngờ tới dị biến phát sinh ở tảng đá, lúc này nó quá sợ hãi nên chỉ biết ôm đầu ngồi im không nhúc nhích. Âm một tiếng nổ vang lên, tảng đá lớn cuối cùng cũng vỡ tung thành từng khối đá nhỏ bay khắp nơi tạo thành một đám bụi vàng mù mịt bao phủ xung quanh. Ba kẻ truy bắt lúc này cũng rất hoảng sợ, chúng lui lại phía sau mấy bước chân nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía tảng đá mới phát nổ cái gì đây là cái gì vậy gã mặt ngựa tỏ vẻ ngạc nhiên và thốt lên đám bụi dần dần tan đi tảng đá lớn đã không còn dấu tích gì thay vào đó là một thân ảnh cao lớn dị thường người này toàn thân mặc quần áo màu xanh lớp bụi đá phủ kín gương mặt và mái tóc cứ như là hắn hòa chung làm một với tảng đá lớn hồi nãy nhìn kỹ thì có thể thấy một gương mặt bình thường làn da ngăm đen hai mắt nhìn thẳng về phía trước với vẻ đờ đẫn, thân hình hắn cao hơn gã đại hán dâu quai nón hẳn một cái đầu. Một màn bất ngờ vừa rồi đã khiến cho cả cô bé và ba gã đều trợn mắt há mồm. Nữ hồ đồng trốn chui dùng một vật, nam thanh tử hiện thân vỡ thạch đầu, vương thu phuông, chương hai, thạch đầu ca ca, thạch đầu ca ca. Ngay lúc ba gã nam tử còn đang kinh ngạc thì một thanh âm giòn giã mang theo vẻ vui mừng vang lên. Cô bé đã lồm cồm bò dậy từ lúc nào, lúc này nó đang ôm chặt thanh niên cao lớn mới xuất hiện ở chỗ tảng đá lớn. Cô bé vốn dĩ rất xinh xắn và lanh lợi, nó chỉ cao chưa tới thắt lưng thanh niên kia, lúc này hai bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh đang ôm chắc đùi thanh niên, hơn nửa người đứng núp phía sau, đôi mắt to ngập nước mắt đang nhìn thanh niên cao lớn không ngừng. Bọn đại hán dâu quai nón nghe thấy vậy thì hết sức ngạc nhiên, ba gã liếc mắt nhìn nhau rồi sáu ánh mắt cùng nhìn về phía thanh niên cao lớn. Chỉ thấy thanh niên kia sau khi nghe thấy tiếng kêu của cô bé thì sắc mặt cũng không hề thay đổi, vẫn là ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng về phía ba gã. Cả ba gã đều hiện lên vẻ nghi hoặc, cô bé đang tỏ ra rất khẩn trương, nó vừa ôm đùi thanh niên vừa lắc lắc rồi khóc hòa lên. Thạch đầu ca ca, cuối cùng nhạc nhi cũng tìm thấy ca. Mấy người xấu này muốn bắt nhạc nhi đó, ca ca mau nện cho chúng một trận đi. Lúc này thanh niên cao lớn hình như mới nghe thấy cô bé nói, hắn từ từ cúi đầu xuống. Cô bé vội ngước nhìn mặt thanh niên, khi thấy đôi mắt đờ đẫn của hắn thì trong lòng nó cảm thấy vô cùng hồi hộp. Tuy nhiên khi ba gã kia thấy cảnh này thì trong lòng cũng khẽ động. Bọn gã đã sớm dùng thần thức đảo qua người thanh niên kia, kết quả là không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của pháp lực. Trường hợp này có hai khả năng, một là đối phương chỉ là phàm nhân, hai là đối phương có bí thuật đặc thù hoặc có mang trên người pháp khí giúp ẩn pháp lực. Nhìn vào tình huống quỷ dị khi nãy, cộng với việc cô bé mới gọi thạch đầu ca ca thì cả ba đều cảm thấy khả năng thứ hai là rất cao, nói không chừng đây cũng là một gã yêu tộc đạo sĩ họ tề đang vắt cây phất trần qua tay, ánh mắt nhìn về phía thanh niên và cô bé với vẻ nghi hoặc, không biết gã đang suy tính gì trong đầu. Gã mặt ngựa lúc này cũng thu tay phải lại, im lặng rút lui về phía sau mấy bước đừng ngang hàng với gã dâu quai nón và gã đạo sĩ, trong ống tay trái của gã đang nắm chặt một cái gì đó, mắt nhìn chầm chầm về phía cô bé. Không biết các hạ tên họ là gì, tại hạ là yến thừa của huyết đao hội, đang cùng với hai vị đạo hữu liên thủ đuổi bắt con yêu hồ này, nếu như các hạ không liên can gì tới chuyện này thì xin hãy tránh qua một bên sau khi đưa mắt hội ý với hai gã đồng bọn đại hán dâu quai nón đánh tiếng hỏi dò cô bé nghe vậy thì càng lo lắng hơn nó dùng ánh mắt phan xin nhìn thanh niên cao lớn thanh niên cao lớn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phái gã đại hán với ánh mắt đờ đẫn hắn không thốt ra một lời trong mắt đại hán dâu quai nón hiện rõ vẻ bực tức tuy nhiên gã vẫn kiềm chế được gã nhắc lại thêm một lần nữa với giọng nói to hơn trước cô bé đang há hốc miệng nó chưa nói thêm câu nào nhưng hai bàn tay nhỏ xinh bám vào quần thanh niên có rõ ràng đang toát mồ hôi lạnh. Thanh niên cao lớn vẫn không có chút phản ứng nào cả. Tên này xem ra rất khả nghi, chắc là có vấn đề rồi, chúng ta đừng phí thời gian nữa, hãy. Gã mặt ngựa khẽ nghiêng người, miệng mấp máy truyền âm cho đồng bọn. Trong bán kính nhìn dặm quanh đây, khi nghe danh huyết đao hội mà vẫn chấn định như vậy thì một là hắn có tu vi thông thiên, hai là tên đần thực sự. Tuy nhiên dù là thế nào thì chỉ cần với hành động che chở cho yêu nghiệt thì nếu chúng ta giết hắn cũng chẳng ai nói được gì. Tất nhiên quyết định thì vẫn do hai vị. Gã đạo sĩ hít mắt nhìn rồi truyền âm lại, thái độ của các hạ thật coi thường ba người bọn ta. Gã dâu quai nón khẽ gật đầu, gã thầm tính toán cây phát đao trong tay rồi bỗng thét lên một tiếng. Tiếng thét chói tai ở trong mảnh đại địa minh mông tạo thành từng tiếng vọng ông ông khắp bốn phương. Nghe thấy âm thanh, gương mặt nhỏ nhắn của cô bé lộ rõ vẻ hốt hoảng, hai tay nó buông khỏi ống quần thanh niên, cầm chặt chiếc chống bỏi. Thanh niên cao lớn thì vẫn như kẻ điếc, không hề có chút phản ứng nào với diễn biến mới. Được lắm, các hạ không nên làm bạn với yêu nữ kia thì hơn, đã như vậy thì ra tay. hung quang lóe lên trong mắt gã đại hán, thanh phát đao trong tay bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt màu trắng, tay gã vung mạnh ra. Một đạo hắc quang bay vụt ra, quay tít trên không nhiều vòng rồi biến thành một tấm lưới lớn màu đen chụp thẳng xuống. Cô bé kinh hãi vội lui về phía sau, tuy nhiên do khoảng cách hai bên quá gần nên đã không kịp. Tấm lưới như một đám mây đen phủ xuống rồi khép chặt lại nhốt nó và thanh niên ở bên trong, trên mỗi mắt lưới phát ra ánh hàn quang rồi hiện lên một thanh loan câu màu ánh vàng lóng lánh, lộ vẻ sắc bén vô cùng. Cô bé thét lên một tiếng, há miệng phun ra một đám huyết vụ, đồng thời tay cầm chống lắc mạnh. Tùng, một tiếng chống bang lên, thanh quang bao phủ cô bé chớp lên, bóng người tan biến hóa thành một khúc gỗ. Phù phù, bên ngoài hơn 10 trường, thân hình cô bé lóe lên rồi hiện ra, sau đó nó ngã vật ra đất, tay chân bị hơn chục vết thương do loan câu trong lưới cắt phải, máu tươi đang liên tục trào ra. Nó cố nốt tàn lực bò dậy, tuy nhiên chỉ lê được một bước thì toàn thân lại nhũn ra rồi ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, miệng thở dốc liên tục. Lúc này bọn đại hán dâu quai nón đã coi cô bé chỉ còn nước khoanh tay chờ chết, bọn chúng tập trung bấm niệm pháp quyết túm chặt thanh niên cao lớn. Đúng lúc này một tiếng xé gió vang lên, gã đạo sĩ họ tề phóng mình lên không rồi vung tay ra, hơn 10 đạo phi châm màu xanh óng ánh liền bắn thẳng tới thanh niên đang bị khốn trong lưới. Coi chừng, cô bé ở cách đó không xa nhìn thấy vậy nhưng bất lực, chỉ có cách kêu to lên cảnh báo. Keng, 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 những tiếng kim loại va chạm vang lên, đám phi châm màu xanh chạm vào cơ thể thanh niên đều bị dội ngược ra như va phải tảng đá. Sao lại như vậy, gã đạo sĩ họ tề lúc này đã hạ xuống đất, gã thốt lên với giọng nghẹn ngào cho dù đối phương thực sự là người đá thì với chiêu công kích của đám phi châm vừa rồi cũng dễ dàng bị xuyên thủng người mới đúng. Vèo, một đạo kim quang bên cạnh gã đạo sĩ bỗng bay vụt tới đâm thẳng vào yết hầu thanh niên. Ha ha, chúng một đòn kim phong trùy của ta thì dù bất tử cũng khó mà. Gã mặt ngựa đứng cạnh đang nở nụ cười lạnh lẽo, hai tay hạ xuống. Tuy nhiên tiếng cười của gã chưa dứt thì một tiếng ẩm vang lên, ngọn trùy màu vàng dính trên cổ thanh niên bỗng dưng tự phát nổ hóa thành muôn điểm tàn ảnh kim quang rất cả xuống không thể như vậy biểu hiện của gã mặt ngựa lúc này giống như đang gặp quỷ gã dâu quai nón cũng nhìn chằm chằm về phía thanh niên với ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin nổi đám loan câu ở những mắt lưới có thể cắt sắt như cắt bùn mà khi chém vào cơ thể thanh niên kia lại không gây xây sát gì ngay lúc ba gã đang cảm thấy hoảng hốt thanh niên to lớn bị tấn công tới tấp nãy giờ rút cục đã có phản ứng hắn từ từ cúi đầu xuống liếc nhìn mứa lưới đang mắc trên người hình như cảm giác vướng víu hắn chậm rãi thò tay túm lấy tấm lưới Xoẹt, tấm lưới màu đen lóe lên chút linh quang tồi tắt ngấm, nó bị xé rách dễ dàng như xé tờ giấy, hai mảnh lưới rớt xuống đất. Gã mặt ngựa và gã đạo sĩ thấy cảnh này thì bốn con ngươi như muốn lòi ra. Cô bé ở cách đó không xa cũng há hốc miệng vì ngạc nhiên, cơn đau đớn trên người dường như cũng ngưng lại. Ngươi, ngươi dám hủy pháp khí của ta. Gã dâu quai nón mắt thấy cảnh vừa rồi thì như đứt từng khúc ruột, gã hét lên. Tấm lưới đen kia là một kiện trọng bảo, gã phải bỏ ra không ít tiền để mượn một vị hảo hữu trong hội. Lúc này vô duyên vô cớ bị hủy ở đây như vậy đương nhiên khiến gã vô cùng kinh hoàng. Đại hán dâu quai nón trợn mắt nghiến răng nhìn chằm chằm vào thanh niên cao lớn, một đạo phù lục màu tím đột nhiên xuất hiện trong hai ngón tay gã. Miệng gã tụng niệm lẩm bẩm, tay vung mạnh ném tấm phù ra bay thẳng tới đỉnh đầu thanh niên. Bụp một tiếng, tấm phù vỡ vụn ra tạo thành một đám mây đen. Mấy tiếng sấm sét nối đuôi nhau vang lên, ở chính giữa đám mây đen lóe lên ánh sáng, một tia sét màu vàng to cỡ chén ăn cơm phóng ra từ đám mây. Ầm, um, một tiếng nổ rất lớn vang lên, tia sét đánh thẳng vào người thanh niên, vô số tia lửa điện bắn ra tung tóe khắp mặt đất xung quanh tạo thành một cái hố to sâu hóm. Cô bé bị những tiếng sấm sét dọa sợ nhắm tịt mắt lại, cũng không biết sức lực ở đâu ra mà nó chống tay lết người ra xa vài bước, tránh được sự nguy hiểm của mấy tia lửa điện rơi vãi xung quanh. Trong lòng cô bé đang vô cùng sợ hãi, khi dương mắt nhìn thấy kết quả trước mặt thì nó như muốn cắn lưỡi thanh niên to lớn vẫn lẳng lặng đứng yên trên mỏng đất, ngay cả một vết xước trên người cũng không có. Gã dâu quai nón vô cùng kinh hãi nhưng động tác cũng không hề dừng lại, miệng gã lẩm bẩm, tay bắt pháp quyết. Kết, đám tia lửa điện mới rớt xuống đất liền có biến đổi, chúng hóa thành những xiềng xích lôi điện nhanh chóng trói chặt quanh người thanh niên. Hai vị đạo hiếu, còn trần chờ gì nữa? Gã đại hán gầm lên một tiếng, vung tay quét ngang thanh đao về phía trước tạo thành một luồng sáng màu đỏ, cả cơ thể cũng lao lên chém thẳng vào mặt thanh niên. Gã mặt ngựa thấy tia sét bổ xuống mà không làm gì được thanh niên kia thì rất hoảng, lúc này thấy tình hình như vậy vội mừng thầm, một tay bấm niệm pháp quyết, cả người biến thành một cơn lốc xoáy biến mất tại chỗ. Sau đó chốc lát, cơn cuồng phong cuốn tới làm thanh niên bị nghiêng người, gã mặt ngựa ló ra từ cơn lốc, trong tay gã cầm một sợi xích màu đen, trên sợi xích ánh lên những phù văn màu trắng, gã bổ thẳng tới vai thanh niên kia. Đạo sĩ họ tề khẽ chớp mắt, gã không theo sát hai đồng bọn mà lại lui về phía trước và vung tay lên, một đám huyết quang bay vụt ra từ tay áo rồi nhanh như chấp cuộn thành một vòng tròn trên không âm thầm đánh thẳng tới sau gáy thanh niên ba gã tuy ra tay vào những thời điểm khác nhau nhưng lại vô cùng ăn ý rõ ràng đây không phải lần đầu chúng liên thủ với nhau ánh mắt của thanh niên vẫn ngốc trệ như thường hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ dường như không nhìn thấy mấy đòn tấn công kia gã đại hán dâu quai nón thấy vậy thì mừng thầm trong lòng nhát đao chém tới như được tăng cường thêm ba phần sức mạnh tuy nhiên ngay sau đó gã cảm thấy cả người như cứng ngắc lại Cả cơ thể như bị tóm bởi một bàn tay khổng lồ cứng như thép, thanh pháp đao cũng như đông cứng lại không thể chém xuống thêm chút nào, cả người đang đà lao tới cũng đứng sững lại, không thể tiến thêm chút nào nữa. Thanh niên chỉ khẽ thò năm ngón tay chụp tới như năm cái móc câu liền túm ngay được cổ tay cầm đao của gã, động tác nhanh tới mức không thể nhìn rõ. Đại hạn dâu quai nón xuất ra toàn lực thế nhưng cơ thể cứ như mọc rễ tại chỗ, không thể nhúc nhích chút nào, trong lòng gã đã lạnh ngắt lại, tuy nhiên trên miệng bỗng xuất hiện một nụ cười tàn khốc. Ầm um ầm, um, sợi xích của gã mặt ngựa cũng với đám huyết quang của gã họ tề đồng thời đánh tới vai và gáy của thanh niên, lúc này một thứ phát ra ánh sáng chói mắt, một thứ thì nổ tung ra tạo thành một đám huyết vụ bao phủ kín đầu thanh niên, đồng thời một mùi máu tanh nồng nặc nổi lên. Ha ha, gã mặt ngựa cười một chàng cuồng tiếu, đột nhiên chỉ một chút sau đó gã bỗng cảm thấy năm ngón tay của mình nóng bừng lên, một lực lượng như sóng giữ từ cơ thể thanh niên truyền qua sợi xích ập tới người gã. Không, gã mặt ngựa lộ rõ vẻ hoảng sợ, gã chỉ kịp thét lên một tiếng rồi cả người bị mất tự chủ bắn ngược ra sau khi người gã đập xuống đất có thể nghe rõ những tiếng xương gãy vụn máu tươi cùng với ruột gan phèo phổi vỡ nát bắn tung tóe khỏi miệng gã cả người gã lúc này nát bấy như cái bao tải rách mọi khí tức đều đã biến mất không thể như vậy ngươi á à, đại hán dâu quai nón vô cùng hoảng sợ gã còn chưa kịp có hành động gì cứu đồng bọn thì đã thấy năm ngón tay đang túm gã khẽ rung lên một cỗ lực lượng quỷ dị truyền tới cơ thể gã làm cho xương cốt toàn thân lập tức nát bấy, nỗi đau đớn thống khổ còn hơn bị phanh thây xé xác. gã đại hán chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết. vèo một tiếng, gã đại hán dâu quai nón bị ném bay lên không, cơ thể rơi xuống đập vào một tảng đá lớn ở cách đó không xa. ầm, uhm, tiếng thét của gã đại hán vẫn còn vang vẳng nhưng cơ thể gã đập vào tảng đá lúc này đã nổ tung tạo thành mớ xương thịt vụn bắn tung tóe khắp nơi. mấy động tác trên nhanh như ánh sáng, tất cả sự việc diễn ra trong nháy mắt gã đạo sĩ họ tề thấy mấy cảnh này thì mặt xám như cho gã bỗng xoay người móc ra năm sáu tấm phủ rồi vỗ lấy vỗ để lên người âm mưu trốn chạy thật nhanh tuy nhiên gã cũng chỉ chạy được vài bước chân không khí xung quanh cơ thể như siết lại bao nhiêu linh quang hộ thể chỉ lóe lên chút rồi biến mất một tiếng ẩm vang lên cơ thể như một món đồ chơi bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp nát trên không tạo thành một cơn mưa máu máu thịt bay tứ tung một tiếng thở ra hít hà Đám huyết phụ nồng đậm phủ kín đầu thanh niên lúc này hóa thành từng tia máu chui vào miệng hắn ta, khuôn mặt đờ đẫn của hắn lại một lần nữa lộ ra. Chương 3: Đi xa. Sự việc mới xảy ra trước mắt làm cô bé vẫn còn ngơ ngẩn, miệng còn chưa khép lại, dường như tinh thần nó còn chưa hồi phục sau những khiếp sợ mới trải qua. Ánh mắt nó nhìn về phía ba cố tàn thi của ba kẻ truy bắt mình với vẻ thẫn thờ, cơ thể nhũn ra, ngồi phịch xuống tại chỗ, hai hàng nước mắt lan dài trên má tiếng khóc hòa lên như đê vỡ phá tan sự im lặng của không gian hoang địa, như một khúc ca bi ai đứt từng khúc ruột, như ai nhiều oán với trời cao. Không biết bao lâu sau, tiếng khóc mới nín bặt, cô bé đã đứng dậy, hai tay nắm chặt, nước mắt đã gột rửa toàn bộ cho than và vết máu làm lộ ra gương mặt xinh xắn, chỉ khác lúc trước là đôi mắt nó có vẻ to hơn một chút. Đột nhiên nó cất bước chạy về phía một tảng đá lớn màu xám trắng. Ngay phía dưới tảng đá là một thi thể nát bấy nằm trong vũng máu, tuy nhiên vẫn có thể lờ mờ nhận ra đó chính xác của đại hán dâu quai nón đã chết từ lâu cách tảng đá mấy trượng là một cái xác lúc này như một đống bầy nhầy đó chính là xác của gã mặt ngựa còn tên đạo sĩ họ tề sau khi chúng một quyền cách không của thanh niên thì toàn bộ cơ thể đã nổ tung giờ thi cốt chẳng còn mảnh nào chỉ có mấy đám máu thịt nát vương vãi xung quanh cô bé đi tới dưới tảng đá hai tay nó vung lên mười móng tay bỗng dài ra thành 10 cái vuốt màu xanh nó vung tay cào cấu lên cỗ tàn thi của gã dâu quai nón máu tươi văng tung tóe, cái xác vốn đã nát như tương giờ nhanh chóng biến thành một đống máu thịt be bé bét. Dường như còn chưa hết giận, nó há miệng phun ra một ngọn lửa xanh biếc đốt cháy mớ máu thịt kia thành cho tàn. Sau đó nó lặp lại hành động trên với cái xác của gã mặt ngựa rồi mới chịu ngưng. Sau khi làm xong mọi chuyện, hai đầu gối của nó mềm nhũn ra, lại ngồi phịch xuống thở hồng hộc. Chút pháp lực mới được khôi phục trong cơ thể lúc này đã hao hết sạch. Cha, mẹ, đại ca, nhị tỷ, Bọn ác tặc huyết đao hội đã có một tên phải chết, tuy không phải chính tay Hải Nhi giết chết nhưng cũng coi như báo được một phần đại thù. Mọi người cứ yên tâm, chỉ cần Hải Nhi còn lại một chút hơi thở thì sớm muộn cũng đánh lên huyết mang sơn, xóa sổ bọn chúng. Trong lòng cô bé dường như được an ủi đôi chút, nó xoay người qua một hướng khác rồi quỳ xuống, miệng thì thào vài câu. Nói xong mấy câu đó, hai mắt cô bé lại đỏ lên, nước mắt trực rơi, nó định khóc tiếp nhưng rồi cũng cố nhịn. Không được khóc cha vẫn thường nói mấy đứa hay khóc nhè là con nít ta phải lớn mau mau mới được sau một hồi kìm nén thì cô bé cũng nén được cảm xúc rơi lệ xuống nó đứng lên và nhìn liếc qua ba túi chữ vật của ba gã kia sắc mặt tuy còn chút căm hận nhưng sau khi do dự đôi chút thì nó cũng thu về mấy món đó mặt trời ngã dần về tây ánh sáng ảm đạm dần gió thổi mạnh ông ông nhiệt độ hạ thấp dần nhìn qua không gian bao la tứ phía cô bé không phát hiện ra mối đe dọa nào nó xốc lại thân thể rồi chạy lại gần sinh vật sống duy nhất còn lại là thanh niên cao lớn. Thanh niên sau khi đánh ra một quyền thì bộ dáng lại trở về với vẻ ngốc trệ ban đầu, hắn đứng yên tại chỗ với vẻ đờ đẫn, hai mắt nhìn xuống chân, tất cả hành động của cô bé đều như không để trong mắt. Này, thạch đầu ca ca, cô bé không dám lại gần quá, nó khẽ kêu lên. Thanh niên cao lớn vẫn không có phản ứng gì hết, thạch đầu ca ca, tên muội là Liễu Nhạc Nhi, cảm ơn ca ca đã giết ba gã lưu manh kia. Tuy ca cũng là nhân tộc nhưng cha muội từng nói nhân tộc cũng có nhiều người tốt. Cô bé cất lời, vẻ mặt hiện lên vẻ nhút nhát e dè. Thanh niên rốt cuộc cũng có phản ứng, hắn khẽ nhúc nhích cái đầu quay qua liếc nhìn liễu nhạc nhi. Hình bóng cô bé đang phản chiếu trong đôi mắt hắn, một ánh hào quang như lóe lên trong mắt, ngay sau đó lại khôi phục vẻ ngốc trệ. Hắn đứng lên với vẻ đờ đẫn như trước nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn liễu nhạc nhi. Điều đó làm cô bé kêu lên một tiếng ngạc nhiên rồi vội thối lui mấy bước tuy nhiên thanh niên cao lớn chỉ đứng im nhìn nó chứ không hề nhúc nhích cử động. Liễu Nhạc Nhi khẽ cất tiếng thở dài, nó gần như chắc chắn đầu óc của đối phương gặp vấn đề nên mới đánh bạo tiến lại gần hơn để quan sát kỹ càng. Lúc nãy gấp gáp không kịp nhìn kỹ, giờ lại gần rồi Liễu Nhạc Nhi mới có dịp quan sát kỹ càng. Thanh niên này rất cao to, ngón tay thon dài, những thớ cơ bắp cuồn cuộn trên người tạo cho người ta cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Đôi mắt hắn tuy mờ mờ nhưng hai con ngươi lại đen kịt, nhìn lâu vào đó sẽ có cảm giác hồn phách như bị hút cả vào trong. Làn da đen bóng loáng, sau trận kịch đấu lúc nãy cũng chẳng có chút xây sát nào. Bộ quần áo xanh hắn mặc nhìn có vẻ bình thường, nhưng vừa rồi bị xét đánh, đao chém cũng chẳng tổn thương mảy may. lạ nhất là hành động hút hết đám huyết vụ vào miệng của hắn, chỉ với một hành động đó có thể khẳng định hắn không phải kẻ tầm thường, đương nhiên càng không phải phạm nhân. Nếu là người thường làm sao có thể hạ sát liên tiếp ba gã tu sĩ có trang bị pháp khí? Cô bé âm thầm đánh giá thanh niên còn hắn vẫn không có phản ứng gì nên nó nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau khi thoát khỏi kiếp nạn, tính hiếu kỳ trẻ con lại nổi lên, nó đi một vòng quanh thanh niên cao lớn. Ánh mắt thanh niên vẫn không rời khỏi liễu nhạc nhi, dường như cô bé có cái gì đó hấp dẫn hắn. Có lẽ vì thanh niên xuất hiện giúp nó thoát kiếp nạn, lại còn giúp nó hạ sát ba gã cửu nhân nên nó cảm giác thanh niên cao lớn trước mặt ngày càng trở nên thân thiết. Ồ, liễu nhạc nhi khẽ kêu lên, trước ngực thanh niên lờ mở hiện lên một món trang sức nhỏ màu xanh lá cây tỏa ra ánh sáng long lanh nhưng nó không rõ là món gì nó muốn vạch áo hắn ra để nhìn cho rõ nhưng mà lại không dám lúc này gió thổi ngày càng mạnh cơn mưa xuất hiện với từng đám mây đen kịt dày đặc trời sầm tối ầm um, ầm um, một tia sét nổ ngang trời chiếu sáng chói lóa sấm chớp đùng đùng những giọt mưa chút xuống á à, liễu nhạc nhi thét lên kinh hãi rồi theo bản năng nó nấp vào dưới người thanh niên hai tay ôm chặt chân hắn Cả người lạnh run lên. Nó chính là yêu hồ nên trời sinh đã sợ hãi sấm sét. Ánh mắt thanh niên cao lớn chợt lóe sáng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng mở đi. Không biết vô tình hay cố ý mà hắn khẽ cúi người xuống lấy cơ thể to lớn che chắn mưa gió cho Liễu Nhạc Nhi. Trong lòng cô bé dâng lên một cảm giác ấm áp, sự sợ hãi mưa gió sấm sét bỗng tan biến, ngược lại lúc này nó cảm giác rất an toàn, cứ như cảm giác xúc trong lòng cha vậy. Cơn mưa tới nhanh, tan cũng nhanh, một lúc sau mây đen tan dần một luống khí mát mẻ dễ chịu lan tỏa khắp muôn nơi. Liễu Nhạc Nhi lắc lắc người rũ sạch nước mưa, nó vừa cười hì hì vừa rũ quần áo của thanh niên cho nước mưa bung ra. Bộ y phục xanh của hắn không hiểu lắm bằng chất liệu gì mà khi mưa rơi xuống như nước đổ lá sen, nước ngưng động xoay tròn trên bề mặt chứ không thể thấm vô trong. Thanh niên cao lớn không hề có phản ứng gì trước những hành động của cô bé, hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên như cũ. À đúng rồi, thạch đầu ca ca, nhạc nhi còn chưa biết tên họ của ca ca liễu nhạc nhi khẽ kéo tay thanh niên như muốn hắn ngồi xuống đúng là thanh đang từ từ ngồi xuống tuy nhiên hắn vẫn không mở miệng nói ra lời nào thạch đầu ca ca tại sao ca lại xuất hiện ở đây thạch đầu ca ca một quyền lúc nãy thật lợi hại ca dạy cho nhạc nhi nhé thạch đầu ca ca liễu nhạc nhi tỏ vẻ không cam lòng nó liên tục dùng nhiều cách để nói chuyện với thanh niên cao lớn tuy nhiên dù nó dùng cách gì thì thanh niên vẫn chả có phản ứng gì sau một hồi thì nó cũng đứng dậy với vẻ chán nản thạch đầu ca ca, tuy rằng muội không biết ca là ai, nhưng nãy ca đã giết người của huyết đao hội, hay là ca cùng với muội đi khỏi đây đi. Sau một hồi ngẫm nghĩ, rốt cuộc nó đã có quyết định bèn nắm bàn tay thô to của thanh niên và nói với giọng cầu khẩn. Tuy thanh niên có vẻ ngốc trệ, mà sau một hồi liễu nhạc nhi khoa chân múa tay thì dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó. Hắn chố mắt lên nhìn nó rồi từ từ bước đi, hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà bao phủ lên mảnh hoang địa rộng lớn tạo thành một mảnh vàng minh mông. Hai bóng người một lớn một nhỏ đang từ từ cất bước về phía mặt trời, dường như trong gió vang vọng lại tiếng cười đùa vui vẻ của Liễu Nhạc Nhi. Thạch Đầu Ca Ca, muội biết ca rất lợi hại, nhưng mà đám huyết đao hội còn có rất nhiều tên xấu xa. Không còn sớm nữa, ca đói bụng không, đợi tới lúc thoát khỏi nơi này, Nhạc Nhi sẽ bắt mấy con chim rừng rồi nướng cho ca ăn, tay nghề của Nhạc Nhi không tệ đâu nha. Thạch Đầu Ca Ca, từ nay về sau Nhạc Nhi sẽ coi ca ca như anh trai. Chương 4, gắn bó cả một vùng núi rừng hoang vu rậm rạp rộng lớn, gió lạnh thấu xương gào rú không ngừng, tuyết rơi đầy trời, đưa mắt nhìn ra chỉ thấy một màu trắng xóa. Hoàng hôn chưa tới mà do tuyết rơi dày đặc nên ánh sáng rất yếu ớt. Trên một con đường núi nhỏ ngoằn ngoèo uốn lượn, tuyết rơi phủ kín nhìn không rõ mặt đường, phía cuối con đường lóe lên ánh lửa tạo ra một chút ấm áp trong đất trời băng tuyết lạnh giá mênh mông. Nơi đó có một ngôi miếu thờ thần núi duy nhất trong bán kính ngàn dặm xung quanh do không có người lui tới nên nhang khói nơi đây đã lạnh tanh từ lâu. Vì bị bỏ hoang từ lâu nên phần lầu các ngoại viện và tường bao xung quanh đã sụp đổ từ lúc nào, hiện chỉ còn tòa chủ điện đổ nát trơ trọi. Cánh cửa đại điện đã không còn, lúc này cửa được che tạm bằng một manh chiếu rách để chống lại gió tuyết bên ngoài. Nhìn qua lỗ thủng của chiếu rách có thể thấy không gian bên trong điện, ngoài đám gạch đá, cỏ khô lộn xộn thì còn có một bóng người đang ngồi khoanh chân ở giữa điện. Đó là một thanh niên cao lớn mặc y phục màu xanh, dù đang ngồi bệt trên mặt đất cũng có thể thấy được chiều cao hơn người của hắn. Gương mặt không có bất kỳ cảm xúc nào ngoài vẻ đờ đẫn, thật chẳng khác nào bức tượng thần đổ nát ở phía sau, chỉ có một vẻ ngốc trệ, thiếu sức sống. Thanh niên cao lớn đang khoang tay trước ngực, nằm gọn trong vòng tay hắn là một cô bé gầy gò chính là tiểu hồ yêu Liễu Nhạc Nhi. Ách, à, đúng lúc này, trong lồng ngực thanh niên truyền ra một tiếng ho nhẹ. Cái đầu nhỏ của Liễu Nhạc Nhi đang cọ cọ vào cánh tay thanh niên, hai má nó vốn vùi sâu trong ngực hắn giờ này lộ ra ngoài khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lúc này đỏ gay như bị bệnh, rõ ràng nó còn đang say giấc, đôi mắt nó nhắm nghiền nhưng hai con ngươi trong mắt như đang đảo qua đảo lại tựa như đang gặp một cơn ác mộng. Không, không được, oái, oái, liễu nhạc nhi vừa nói mơ ú ớ, nó vừa ôm chặt cánh tay thanh niên trong vô thức. Một chân của nó đã bung ra từ ngực thanh niên, cả cơ thể vặn vẹo như gặp chuyện không hay, khuôn mặt mới ló ra ngoài giờ này lại vùi trong ngực thanh niên. Thanh niên vốn dĩ đang ngồi nhìn về phía trước, lúc này hắn dường như cảm thấy gì đó nên khẽ liếc xuống, ánh mắt đờ đẫn của hắn lóe lên một cái như có điều gì đó khó hiểu, tuy nhiên sau đó lại trở về vẻ đờ đẫn ban đầu. Thạch đầu, ca ca, lại là một chàng nói mơ của cô bé vang lên từ trong ngực thanh niên, thanh âm nhỏ như tiếng mũi vo ve, gần như rất khó nghe thấy. Không biết có phải do ánh lửa hồng hắt vào hay không, mà lúc này ánh mắt thanh niên trở nên ấm áp hơn vài phần, những khoảng mờ đục trong mắt lúc này dường như cũng đang sáng lên. Hắn cũng không hề ngồi dậy, chỉ xoay người qua bên dùng thân mình chắn gió lùa từ ngoài vô cánh tay hắn khẽ nhấc lên đẩy cái chân cô bé vào trong lồng ngực rồi nhẹ ôm chặt thêm một chút cô bé cò cọ người vào ngực hắn đầu rúc rúc sâu vào ngực rồi từ từ không cửa quậy nữa hơi thở đều đều dần bên ngoài điện trời đã tối đen cứ như là đang đồng bộ với gió tuyết trong đất trời trên một sườn núi xanh tươi cao chừng trăm trượng lộ ra một cửa động cao khoảng ba bốn trượng một thanh niên đang đứng thẳng người quay lưng về phía cửa động liễu nhạc nhi đứng sau lưng thanh niên một tay túm vạt áo, một tay ôm cứng chân hắn, nó ló mắt ra ngó về phía trước, khuôn mặt lúc này đang trắng bệch ra vì căng thẳng. Phía trước hai người mấy trượng, có một con gấu lớn lông xám cao chừng gấp đôi người lớn, hai chân sau đứng trên mặt đất, hai chân trước trồm lên cao. Trên đầu của nó nhô ra một cái sừng như một khúc xương trắng trông khá dữ tợn, hai mép nhe lên lộ ra hai hàm răng trắng ẩn sắc nhọn, nó đang nhe nanh gầm gừ, hai bên mép chảy ra hai dòng nước miếng hôi tanh thanh niên vốn dĩ cao to vậy mà khi đứng trước con gấu này thì nhìn như một đứa trẻ tuy nhiên lúc này gương mặt hắn chẳng có cảm xúc gì hai mắt nhìn thẳng vào mặt con gấu đôi con ngươi đen kịt mờ mờ thanh niên và con gấu gườm gườm nhìn nhau một lát sau đó chẳng biết tại sao con gấu bỗng tỏ ra sợ hãi nó gầm nhẹ một tiếng lùi về sau hai bước hạ hai chân trước xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài liễu nhạc nhi nhìn thấy vậy thần sắc nó vốn đang căng thẳng lúc này thở ra một hơi sau đó nó gãi đầu gãi tai tỏ vẻ khó hiểu rồi ngửa mặt lên nhìn thanh niên nó nhìn khuôn mặt đờ đẫn của hắn một hồi cũng chả phát hiện ra điều gì khác lạ nên không khỏi cảm thấy thất vọng thạch đầu ca ca nhạc nhi biết rõ ca ca không phải người thường tiếc là huynh chả chịu nói câu nào nếu như chúng ta trò chuyện vui vẻ có phải vui biết bao ai ra liễu nhạc nhi cất tiếng thở dài sau đó nó nắm tay thanh niên kéo vào trong huyệt động thanh niên vẫn không nói lời nào ánh mắt hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô bé cả người hắn cũng bị nó lôi kéo bước vào trong động. Trên một thảo nguyên xanh bao la, khí trời đang độ tiết xuân, những mầm cỏ non mơn mởn mới nhú tạo thành một tấm thảm xanh khổng lồ phủ kín thảo nguyên, một mùi hương tươi mát lan tỏa khắp muôn nơi. Một cô bé chừng 8, 9 tuổi đang cầm trên tay một nhành dây chi chít hoa vàng, nó ngồi ngất ngưởng trên vai một thanh niên cao lớn, hắn đang chậm rãi bước về phía trước. So với thời điểm 2 năm trước, thanh niên chả có gì khác, vẫn là bộ y phục xanh như trước, còn liễu nhạc nhi lúc này đã rất khác. Chiều cao của cô bé tăng thêm không ít, những nét trẻ thơ đang mất dần trên khuôn mắt nhỏ nhắn, hai hàng lông mi đã bắt đầu xuất hiện vẻ mềm mại đáng yêu hiếm thấy, hiển nhiên có nét của đại mỹ nhân, sau này có khi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng nên. Mười ngón tay nó thoăn thoát đan cái vòng hoa, miệng khẽ ngâm nga mấy khúc ca, thanh âm êm tai nghe như chim hoàng oanh hót. Thành công, cuối cùng thì Liễu Nhạc Nhi đã ngừng tay, nó đã kết xong một cái vòng hoa rất xinh xắn. Nó cầm vòng hoa ngắm nghía một hồi rồi gật đầu với vẻ hài lòng, sau đó nó mang vẻ mặt vui tươi đặt cái vòng hoa lên đầu thanh niên một cách rất trịnh trọng. Cái vòng hoa được đan rất khéo, vừa khít đầu thanh niên. Thanh niên lúc này dường như đã phát hiện ra, hắn sờ tay lên đầu đụng vào cái vòng hoa rồi lại thu tay về. Liễu Nhạc Nhi đã quá quen với những hành động của thanh niên, nó cúi xuống nhìn sợi dây sáu màu đeo trên cổ thanh niên rồi vừa che miệng cười vừa làm bộ thò tay móc sợi dây đeo. Thanh niên vội phản xạ ôm ngực, hắn nắm chặt món đồ trang sức màu xanh trong lòng bàn tay thật lâu không chịu buông thạch đầu kaka ca ca đúng là đồ quỷ keo kiệt, lần nào cũng làm vậy. muội chỉ tò mò muốn coi một chút xíu thôi mà. Liễu Nhạc Nhi phồng hai má lên, tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng cô bé chẳng có ý gì. Hơn hai năm qua, vị thạch đầu kaka ca ca kia chưa từng nói với nó một lời, ngoại trừ một số rất ít những lần có phản ứng với bên ngoài thì chỉ có việc liên quan tới món đồ trang sức màu xanh đeo trước ngực kia mới khiến cho hắn chủ động phản ứng. Bởi vậy nên cứ thỉnh thoảng Liễu Nhạc Nhi lại giả bộ dùng cách này để đùa giỡn thời gian trôi qua thật nhanh, mấy năm lại trôi qua. Một nàng thiếu nữ xinh đẹp tuổi chừng 13, 14 tuổi, tóc dài tới eo, diện bộ xiêm y trắng, hai tay chắp sau lưng, chân mang giày bệt công chúa màu hồng cánh sen đang đi tản bộ trên con đường phủ đầy cát vàng. Theo sau lưng nàng là một thanh niên cao lớn mặc y phục màu xanh có khuôn mặt ngờ nghịch, bước đi chậm chạp. Tốc độ của hai người một nhanh một chậm, nhưng bước chân thì một ngắn một dài nên thành ra khoảng cách vẫn được duy trì. Liễu Nhạc Nhi đi phía trước, nó nhìn thấy một tòa thành lớn ở phía cuối con đường, ở khu vực cửa thành có thể nhìn thấy rất nhiều người qua lại, nhìn xa xa nhỏ bé như đàn chim sẻ. Thành Minh Viễn, Liễu Nhạc Nhi nheo mắt nhìn về phía xa rồi nói chậm rãi. Thanh niên cao lớn đi tới cạnh nàng rồi đứng lại, hắn cũng nhìn về phía tòa thành ở phía xa. Có vẻ đây là một tòa thành lớn của nhân tộc, Liễu Nhạc Nhi hạ thấp giọng, vẻ mặt có chút do dự. Năm năm trở lại đây, vì muốn chữa bệnh đần độn cho thanh niên nên hai người cũng đi tới một số thành trấn của nhân tộc tuy nhiên chưa bao giờ tới một tòa thành nào lớn như thế này thạch đầu ca ca nếu ca khỏi hẳn bệnh rồi thì có thể giúp nhạc nhi báo thù được không liễu nhạc nhi ngẩng đầu nhìn thanh niên rồi khẽ nói không biết nàng đang hỏi hắn hay tự hỏi chính mình thanh niên nghe thấy dường như cũng cảm nhận được đôi chút hắn thu ánh mắt đang nhìn về phía xa rồi nhìn liễu nhạc nhi nhưng vẫn không nói lời nào mình lại nói vớ vẩn rồi tuy rằng thạch đầu ca ca lợi hại nhưng làm sao có thể đánh thắng được bọn huyết đao hội có quá đông kẻ xấu như vậy Liễu Nhạc Nhi suy nghĩ một hồi rồi lại cúi đầu xuống, vẻ mặt buồn bã, hai hàng nước mắt như hai dòng trâu rơi xuống lã trã, thấm vào lớp cát vàng trên đường. Đúng lúc này nàng cảm thấy trên đỉnh đầu có gì nặng nặng, một cảm giác ấm áp truyền tới. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy vị thạch đầu ca ca kia đang vuốt nhẹ trên đầu nàng, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ nhu hòa. Không hiểu sao lúc này Liễu Nhạc Nhi cảm thấy vô cùng an tâm, một luồng dũng khí bỗng bột phát ra từ cơ thể, dường như gặp phải khó khăn lớn cỡ nào cũng không đáng sợ. Nàng đưa tay lau nước mắt trên mặt, bàn tay nắm chặt bàn tay thanh niên, trên mặt lộ rõ ý chí quyết tâm, cất bước đi nhanh về hướng cổng thành ở phía xa. chương 5, Mã Thú, Thành Minh Viễn là tòa thành lớn thứ ba của phong quốc. Tòa thành nằm trên một mảnh đất bằng phẳng có bán kính khoảng trăm dặm. Phía nam thành là một con sông lớn uốn khúc, hai lộ giao thông thủy bộ đều vô cùng thuận tiện, điều này làm cho thành chỉ sầm uất hơn. Lúc này, nguyên một đám người đang xếp thành một hàng dài trước của thành, những tiếng ồn ào láo nháo khắp nơi. Liễu Nhạc Nhi kéo tay thanh niên cao to nhập vào hàng người, trên vẻ mặt nàng lộ ra một vẻ bất an, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về vị trí phía trên cổng thành chừng vài trượng. Chỗ đó gắn một cái gương đồng hình bát giác hướng mặt ra ngoài. Lúc này mặt trời đã lên cao, bộ đồ án hình bát quái trên mặt gương đang nhấp nháy không ngừng, tạo ra một luồng chính khí. Thủ tục vào thành chỉ cần đưa cho bọn thủ vệ mấy đồng bạc là xong, cũng không có gì gọi là xâm nghiêm, vì vậy rất nhanh đã tới lượt Liễu Nhạc Nhi và thanh niên hai người vừa đi tới chỗ cổng thành, khi đứng đối diện với gương đồng hình bát quái thì bỗng có một cỗ lực lượng vô hình phủ lấy cả hai. Liễu Nhạc Nhi hơi sững người lại, cúi đầu xuống, thanh niên cao lớn thì vẫn đứng thẳng, hai mắt nhìn thẳng về phía gương đồng bằng một ánh mắt ngốc trệ, nhưng có một chi tiết chả ai để ý tới, ở sâu trong con người thanh niên bỗng lóe lên một tia sáng màu lam rồi nhanh chóng biến mất, gương đồng cũng không hề có phản ứng gì bất thường. Các ngươi là người phương nào? Vào thành làm gì? một tên thủ vệ là nam tử trung niên liếc qua hai người rồi hỏi qua loa. Thưa các vị đại ca, huynh muội chúng tôi ở cách thành chừng 300 dặm về hướng Tây Bắc. Chúng tôi là người của Liễu Gia, tôi tên là Liễu Nhạc Nhi còn đây là huynh trưởng Liễu Thạch, bọn tôi tới đây để tìm người chữa bệnh cho ca ca. Liễu Nhạc Nhi nở nụ cười tươi rồi nhanh chóng đáp lời. Mấy năm nay nàng và thanh niên sống nương tựa vào nhau, tuy nhiên không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với người ngoài nên nàng mới đặt cho vị thạch đầu ca ca này cái tên là Liễu Thạch. Miệng nói, tay liếu nhạc nhi lập tức rúi cho tên thủ vệ mấy đồng bạc, số tiền này nhiều hơn phí tổn thông lệ vài phần. Tên thủ vệ trung niên thấy vậy thì tỏ ra rất hài lòng, gã lẳng lặng đút tiền vô túi, sau khi liếc qua thanh niên ngốc trẻ có tên liễu thạch một cái thì vội xua tay. Xem ra huynh muội các ngươi không phải hạng người xấu, mau vào đi. Liễu nhạc nhi gật đầu rồi kéo tay liễu thạch bước nhanh vào thành. Sau khi đi vào trong tới một chỗ vắng vẻ cách cổng thành một đoạn xa mới dám bước chậm lại và thở ra một hơi may mà trên người còn có cái dẫn khí phù năm xưa cha cho mới che đậy được yêu khí trên người kính chiếu yêu cũng nhìn không ra liễu nhạc nhi ngó xung quanh thấy không có bóng người mở miệng nói lầm bầm vài câu và lấy ra một miếng ngọc phù màu xanh từ trong người ngọc phù dài chừng hai thốn rộng cỡ hai đốt ngón tay trên bề mặt khắc đầy hoa văn màu xanh tạo thành một pháp trận có vẻ phức tạp từng luồng sáng xanh không ngừng chuyển động cứ như những dòng nước đang chảy nàng nhìn thấy vật đó trong lòng lại trào dâng một niềm thương cảm Nhìn lại miếng ngọc phù lần nữa rồi mới cất đi. Đi qua hai hẻm, hai người đặt chân lên tuyến đường chính của Minh Viễn Thành. Đường rất rộng, ba cỗ xe ngựa lớn chạy song song cũng dư chỗ, hai bên đường là những cửa hàng cửa hiệu kinh doanh hoành tráng nằm san sát nhau tới khuất tầm mắt. Vật liệu xây dựng nơi đây dùng rất ít gạch ngói, chủ yếu là dùng gỗ, lầu các cũng không quá cao, hiếm lắm mới có một căn cao quá 10 trượng, tuy nhỏ nhưng lại rất tinh xảo và còn rất mới. Lần đầu tiên được tới tòa thành lớn như Minh Viễn Thành, đám người xô bồ đông đúc ở xung quanh làm cho liễu nhạc nhi có phần hơi hoảng nàng nép sát người vào liễu thạch dòng người xung quanh vô cùng tấp nập nhưng việc ai nấy làm chả ai làm phiền gì hai người điều này làm cho nàng nhanh chóng bình tĩnh lại và cũng rất nhanh bị hấp dẫn bởi các món đồ chơi và các quầy hàng trên phố nàng kéo tay liễu thạch đi dạo phố với vẻ mặt rất háo hức thạch đầu ca ca nhìn bên kia mà xem muội đã nghe qua về nó có vẻ đúng là ăn rất ngon liễu nhạc nhi không thể rời mắt khỏi một gánh hàng rong chuyên bán kẹo hồ lô cảnh vật náo nhiệt phản chiếu trong mắt liễu thạch mặt hắn vẫn không hề có chút cảm xúc nào giữ nguyên vẻ thờ ơ mặc kệ hết thảy liễu nhạc nhi đang muốn kéo hắn qua xem lúc này thấy bộ mặt ngây ngô của hắn thì trong lòng mất cả hứng lập tức nhớ ra mục đích chính của chuyến đi này nàng vội nắm chặt tay thanh niên và nói thạch đầu ca ca yên tâm đi tòa thành lớn như vậy chắc chắn có thể tìm được đại phu trị khỏi bệnh cho ca liễu thạch nghe vậy ánh mắt dường như có chút thay đổi. Liễu Nhạc Nhi kéo tay Liễu Thạch vào một quán cơm ven đường gọi vài món ăn rồi hỏi thăm, rất nhanh chóng tìm ra hai y quán ở gần đó. Y quán Lý thị phía Tây Thành, y quán Lý thị đã có thâm niên trăm năm, cũng có thể coi là lâu đời. Một vị nam tử trung niên mặc áo xanh đang ngồi ngay ngắn trên ghế, ba ngón tay đặt lên cổ tay Liễu Thạch, tập trung hết sức vào việc bắt mạch, Liễu Nhạc Nhi đứng bên cạnh với vẻ mặt hồi hộp. Nam tử trung niên kia tên là Lý Trường Thanh là chủ nhân đương thời của y quán Lý Thị, nổi danh xa gần với biệt hiệu Hạnh Lâm Diệu Thủ, hành nghề y đã trên 20 năm. Sau một hồi bắt mạch rất lâu, Lý Trường Thanh thu tay lại. Lục mạch của lệnh huynh đều ổn định có lực, khí huyết dồi dào, tất nhiên cơ thể vô cùng khỏe mạnh, vậy mà lại bị chứng mất hồn. Chứng bệnh này xuất hiện từ lúc nào? Có phải do bị nguyên nhân tác động từ bên ngoài không? Lý Trường Thanh khẽ nhíu mày, cất tiếng hỏi Liễu Nhạc Nhi tiểu nữ và huynh trưởng đã xa nhau nhiều năm vì vậy hoàn toàn không biết gì về bệnh của huynh ấy. Liễu Nhạc Nhi lắc đầu rồi trả lời, vậy thì bó tay rồi, không biết nguyên nhân thì không thể có cách điều trị. Xin thứ lỗi cho tại hạ y đạo còn nông cạn, hữu tâm mà đành vô lực. Lý Trường Thanh khẽ vuốt sâu rồi đáp, trên mặt hiện lên vẻ ái náy. Thật sự không có manh mối gì hay sao? Liễu Nhạc Nhi vội nói, lão hủ thực sự bó tay. Lý Trường Thanh lắc đầu, trong lòng Liễu Nhạc Nhi lộ rõ sự thất vọng, nàng cúi đầu chào Lý Trường Thanh rồi dắt Liễu Thạch rời y quán. Y quán trong thành minh viễn còn rất nhiều, chúng ta cứ đi gõ cửa từng nhà, nhất định sẽ chữa được bệnh cho ca. Sau một hồi ủ rũ, nàng cất tiếng như để động viên Liễu Thạch. Liễu Thạch chỉ khẽ nhếch miệng cười, không biết hắn có hiểu những lời của Liễu Nhạc Nhi hay không. Hai người tiếp tục bước chân, sau khi đi qua hai khu phố thì tới cửa một y quán khác. Y quán này có tường bao xung quanh màu xám, mái lập ngói màu đen, cổng và sân rất lớn, toát lên một vẻ xa hoa hoành tráng, oách hơn rất nhiều so với y quán Lý thị, lượng người tới khám cũng đông hơn rất nhiều. Y quán này lớn như vậy thì đại phu ở đây phải có y thuật rất cao minh mới phải. Liễu Nhạc Nhi trong lòng đang rất hy vọng, nàng vội kéo Liễu Thạch Vô trong. Sau nửa canh giờ, hai người bước ra ngoài, vẻ mặt nàng lại tràn đầy sự thất vọng. Bình tĩnh, còn rất nhiều y quán khác. Liễu Nhạc Nhi sốc lại tinh thần nhanh chóng, nửa ngày sau, hai người đã đi qua khắp các ngõ ngách dường như đã đi qua hơn nửa số y quán trong Minh Viễn Thành, vậy mà tất cả các đại phu đều bó tay với chứng bệnh của Liễu Thạch. Giã Cúc Trai ở phía Bắc Thành, hai bóng người đang từ từ bước ra ngoài, chính là Liễu Nhạc Nhi và Liễu Thạch. Vẻ mặt Liễu Nhạc Nhi đang thất thần, nàng cúi đầu xe xe gấu áo. Giã Cúc Trai này không phải y quán lớn nhất Minh Viễn Thành, nhưng mà đại phu ở đây được đồn có khả năng chữa được rất nhiều căn bệnh quái lạ, tiếc là họ cũng không thể tìm ra căn nguyên bệnh của Liễu Thạch. Tiểu cô nương, xin dừng bước, đúng lúc này một thanh âm truyền tới từ phía sau một lão giả tóc bạc mặc áo bảo xanh đang nhanh chân đuổi theo là lưu đại phu liễu nhạc nhi tỏ vẻ ngạc nhiên nàng dừng chân lão giả áo xanh chính là đại phu của giã cúc trai là người mới bắt mạch cho liễu thạch ngài mới phát hiện ra điều gì mới liên quan tới bệnh tình của ca ca hả trong lòng liễu nhạc nhi nổi lên một tia hy vọng nàng vội hỏi đúng là như vậy sau khi khám cho lệnh huynh lão phu có đọc một số y điển trong hậu đường vô tình thấy một ca bệnh có phần tương tự. Lão giả áo xanh gật đầu, xin đại phu nói rõ, liễu nhạc nhi nghe thấy vậy thì tỏ rõ sự vui mừng. Theo những gì trong sách ghi lại thì bệnh tình của lệnh huynh khác xa chứng mất hồn bình thường, có thể đã bị chúng bùa chú, hoặc bị người ta hạ cấm chế làm tổn thương thần hồn. Những đại phu phàm tục không thể chữa trị thương tích đó, chỉ có thể tìm những vị tiên sư am tường chuyện này thì mới có cơ hội. Còn việc không nói được thì là chuyện nhỏ thôi, chỉ cần thần hồn được khôi phục thì lại mở miệng nói bình thường. Lão giả áo xanh nói tiếp, sau khi nghe xong, liễu nhạc nhi cao mày lại, một lúc lâu sau mới hồi phục nụ cười tươi dễ thương. Đa tạ đại phu đã chỉ điểm, tiểu cô nương khách sáo rồi, cứu người là bổn phận của mấy kẻ làm nghề y như chúng tôi. Lão giả cười với vẻ đắc chí rồi quay về phòng làm việc. Liễu nhạc nhi cùng với thanh niên giới khỏi giã ức trai, vẻ mặt giàu dĩ không vui. Cha, bệnh tình của thạch đầu ca ca, quả nhiên là bị người ta đả thương thần hồn, nàng cất tiếng thì thào tự nhủ, nàng là người của tộc hồ yêu tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng có chút hiểu biết về tu tiên luyện đạo mấy năm nay nhìn vào tình trạng của liễu thạch nàng đã sớm suy đoán hắn bị ai đó đả thương thần hồn muốn chữa trị chắc phải tìm sự hỗ trợ của tu tiên giả tinh thông đạo pháp liên quan tới thần hồn chỉ có điều những tu tiên giả như vậy thường có thực lực khủng chỉ với một miếng dẫn khí phù thì nàng không chắc có thể che giấu được đối phương chuyến đi tới thành minh viễn lần này hai người đã tìm tới các y quán cũng là mang theo một hy vọng mong manh là suy đoán của nàng đã sai, tuy nhiên giờ đây kết quả thực tế là những gì không được như ý. Liễu Nhạc Nhi đang cảm thấy phân vân, đúng lúc nàng còn đang cau mày suy nghĩ thì ở con đường phía trước nổi lên những tiếng động lớn, đám người trên đường tán loạn cả lên. Ngựa lòng, mau tránh ra, một tiếng thét lớn từ xa vọng tới, đám người trở nên hỗn loạn, ai cũng nháo nhào chạy giạt về hai bên đường. Cách đó không xa, một cỗ xe ngựa màu bạc được kéo bởi một con quái mã mình phủ đầy vảy màu xanh, con quái mã đang lồng lên phi như điên, phóng thẳng về phía Liễu Nhạc Nhi và Liễu Thạch. Quái mã màu xanh hí lên điên cuồng, cái xe ngựa long lên sòng sọc, gã đánh xe mặt cắt không còn giọt máu, gã đang cố sức kéo dây cương nhưng có vẻ chẳng phanh lại được chút nào. Liễu Nhạc Nhi cảm thấy kinh hãi, nàng định kéo tay thanh niên né tránh qua một bên nhưng đã không kịp. Một cơn gió mang theo mùi tanh cuốn tới, con quái mã kéo theo xe ngựa đã lao tới chỉ còn cách hai người khoảng một trượng, nàng đã có thể nhìn thấy từng đám bọt mép sùi ra từ cái miệng đầy răng manh của quái mã màu xanh. Chương 6: Thiếu niên áo trắng. A, à, Liễu Nhạc Nhi định thi pháp ngăn lại quái mã màu xanh, nhưng vừa mới động tâm thần thì pháp lực trong cơ thể bỗng nhiên không sao vận chuyển được. Nàng không khỏi thét lên một tiếng đầy kinh hãi, ngay lúc nhìn cân treo sợi tóc, nàng chỉ thấy trước mắt bỗng tối sầm lại, Liễu Thạch bước ra một bước. Thân thể cao lớn chắn ở phía trước, đồng thời một tay duỗi ra nhanh như tia chớp chặn ngang cái cổ to như thùng nước của quái mã thân hình hắn hơi nghiêng một chút đụng thẳng vào quái mã màu xanh oanh một tiếng vang thật lớn quái mã màu xanh ngẩng cao đầu hí lên một tiếng như là đâm đầu vào một bức tường kín thân hình khổng lồ đầy cứng rắn của nó bị chặn đứng bởi vì thế sông quá mạnh thậm chí những phiến đá trên đường quanh đó cũng bị gót sắt của nó đạp văng tứ tung xe ngựa màu bạc dưới lực quán tính cũng đâm đầu vào sau đùi quái mã màu xanh nghiêng ra bên cạnh mấy trượng, rồi ngã cành xuống mặt đất. Chiếc xe này mặc dù không bị lật ngược, nhưng thân xe cũng biến dạng, rất nhiều đồ tạp nham vụn vặt bắn xuống đất. Người đánh xe cũng không giữ được thăng bằng, thiếu chút nữa ngã lăn từ trên xe xuống. Thanh niên cao lớn thì lại như một chiếc đinh, đứng im tại chỗ không xê xích gì. Đám người phụ cận thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Một người nào đó trên trà lâu nhịn không được kêu lên một tiếng thần lực đầy thán phục. Liễu nhạc nhi sợ hãi vỗ vỗ ngực, lại nhìn thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt trong nội tâm có chút ấm áp trong những năm này mỗi khi nàng gặp chuyện nguy hiểm nào đó thạch đầu ca ca đều như theo bản năng động thân cứu giúp quan hệ giữa hai người từ lâu đã không phải chỉ là thân nhân bình thường quái mã màu xanh bị liễu thạch ngăn lại càng thêm điên cuồng miệng cứ hí lên liên tục cái đầu to lớn cúi xuống hung hăng xông tới trước ngực liễu thạch thạch đầu ca ca cẩn thận liễu nhạc nhi thấy thế cả kinh liễu thạch mặt không biểu tình cánh tay chế trụ cổ ngựa vận lực nhấn xuống một cái. Phù phu một tiếng, bốn chân quái mã hơi cong, thân thể khổng lồ bị áp đảo, té quỵ xuống đất. Những phiến đá dưới mặt đất xung quanh đều vỡ vụn, toàn thân nó như bị một ngọn núi chặn lại, khung xương cơ hồ đã mệt mỏi dã rời, huyết quang trong hai mắt dần tản đi, toát ra vẻ sợ hãi. Đối mặt với Liễu Thạch có khí lực vượt xa bản thân, quái mã rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ngã nằm trên đất không dám nhúc nhích. Khí lực thật lớn, cú huyết của con mã thú này chỉ sợ đạt tới sức nặng không dưới 4, 5.000 cân, người này lại có thể đơn giản ngăn chặn. Rất giỏi, ta nói không biết xe ngựa nhà nào lại dám tùy ý chạy băng băng giữa phố xá sầm uất. Nếu không phải bị vị tráng sĩ này ngăn lại, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Phần lớn đám người xung quanh đã kịp phản ứng lại, nhao nhao lên tiếng nghị luận. Liễu Thạch lúc này mới đờ đẫn buông tay cánh tay ra, đứng nguyên tại chỗ bất động. Quái mã màu xanh tuy rằng không còn bị trói buộc, nhưng miệng nó vẫn thở dốc, không dám đứng lên. Thạch đầu ca ca, người không sao chứ? Liễu nhạc nhi vội vàng tiến lên xem xét thân thể liễu thạch, thấy không có việc gì, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Gương mặt người đánh xe sớm đã sợ hãi không còn chút máu, lúc này liền mắng chửi con quái mã đang bị chế ngự, cả người hắn cũng vô lực ngồi bệt trên càng xe. Nhưng đúng lúc đó, cửa xe ngựa bị đẩy ra, hai người trẻ tuổi mặt trắng bệch nhảy xuống đất. Đi đầu một nam tử khoảng chừng 20 tuổi, thân vận nhau bào màu xanh nhạt, mặt mũi anh Tuấn tên còn lại thoạt nhìn chỉ tầm 17-18 tuổi, mặt tựa Mỹ Ngọc, hai mắt sáng loáng, môi hồng răng trắng, mặc một bộ trường bào màu tuyết trắng, eo lưng quấn đai ngọc, đầu đội ngọc quan, phía trên khảm một viên minh châu to như trứng chim câu, phong thái vượt xa thanh niên nhò bảo đứng bên cạnh. Tên cầu nô tài kia, người đánh xe kiểu gì vậy, thiếu chút nữa ngã chết bổn thiếu ra. Thanh niên nhò bảo vẫn còn chưa hết hoảng sợ, giật lấy roi ngựa trong tay người đánh xe, quật liên tiếp lên đầu đối phương. Người đánh xe bị quất đến chảy máu cũng không dám trốn tránh, chỉ biết quỳ xuống đất cuống quyết dập đầu cầu xin tha thứ. Thanh niên nhò bảo thấy vậy, vẻ mặt càng thêm giận dữ, roi ngựa quất xuống lại mạnh tay hơn. Im ngay, là người của dư phủ, đây không phải là chuyện chúng ta phải quản, không nói thêm gì nữa. Vừa nhìn thấy chân diện mục của hai người, tiếng nghị luận xung quanh lập tức im bặt, ánh mắt mọi người nhìn về phía hai người thanh niên đều trở nên khúm na khúm núm, rõ ràng đều nhận ra hai người này. Nhị ca, thôi đi, Việc này chẳng thể trách hắn, giống ngựa thanh phong này cũng coi như là một loại yêu thú cấp thấp vốn mang giã tính khó thuần. Một cánh tay đột nhiên duỗi tới, chạm vào cổ tay thanh niên nho bào, roi ngựa lập tức không quất xuống nữa. Đó chính là thiếu niên bạch bào nhỏ tuổi hơn kia, thanh âm của hắn tựa như tiếng suối reo, nghe cực kỳ êm tai. Thanh niên nho bào lướt nhìn thiếu niên bạch bào, cái miệng khẽ nhếch nhếch rồi hừ một tiếng, ném roi ngựa xuống. Đa tả thất thiếu ra, người đánh xe cuống quyết dập đầu với thiếu niên bạch bào đứng lên đi chỗ bạc này ngươi cầm lấy bồi thường những người và cửa hàng bị xe ngựa phá hư việc này xử lý tốt sẽ giảm nhẹ tội cho ngươi thiếu niên bạch bào lấy ra một cái túi đưa cho người đánh xe được được người đánh xe liên tục gật đầu nhận lấy bạc đi về phía những người bị xe ngựa làm bị thương may mắn có vị huynh đài này chế ngựa thanh phong mã hai người huynh đệ ta bị thương là việc nhỏ nếu lại đả thương những người khác thì muôn lần chết cũng không chuộc được tội rồi thiếu niên bạch bào quay người nhìn về phía liễu thạch, mỉm cười thi lễ. Thanh niên nhò bào thấy vậy, cũng liếc nhìn liễu thạch, thấy khuôn mặt bình thường, làn da ngăm đen, một thân áo bào xanh đơn sơ, lộ ra vẻ bần hàn, thần tình lập tức lộ ra vài phần khinh miệt, có phần miễn cưỡng chắp tay. Ánh mắt liễu thạch đờ đẫn, chẳng đáp lại một lời. Thanh niên nhò bào chưa bao giờ bị người bỏ qua như thế, bộ mặt lộ vẻ tức giận muốn phát tác, nhưng lại bị thiếu niên bạch bào giơ tay ngăn lại. Thiếu niên tỉ mỉ dò xét liễu thạch vài lần, chú ý tới ánh mắt khác thường kia nội tâm khẽ động người chung quanh càng ngày càng nhiều liễu nhạc nhi trong lòng bỗng có chút bất an kéo kéo liễu thạch thấp giọng nói thạch đầu ca ca chúng ta đi thôi thiếu niên bạch bào lúc này mới chú ý tới liễu nhạc nhi thấy khuôn mặt nàng xinh xắn dễ thương tựa như búp bê ánh mắt hắn lập tức sáng ngời vội vàng dảo bước ngăn lại nói nhị vị xin dừng bước có chuyện gì liễu nhạc nhi dừng bước nhíu mày trừng mắt hỏi ta tên là dư thất vừa rồi xe ngựa của ta không khống chế được thiếu chút nữa đụng bị thương nhị vị tại hạ cảm thấy thật có lỗi thiếu niên bạch bảo vẻ mặt tươi cười nói chúng ta không có việc gì người tránh ra đi liễu nhạc nhi xị mặt xuống nói chuyện hôm nay may mà có vị huynh đài này viện thủ nếu không báo đáp trong lòng tại hạ thật khó có thể bình an nơi này cách dư phủ cũng không xa có thể mời nhị vị đến chỗ ta làm khách để tại hạ tận tình gia chủ dư thất chậm rãi nói khỏi cần việc vừa rồi chỉ là tiện tay mà thôi huynh muội chúng ta còn có chuyện cần giải quyết nhạc nhi không chút do dự lắc đầu định kéo liễu thạch lách qua người trước mặt chậm đã cái gọi là chuyện quan trọng chẳng lẽ là vì lệnh huynh muốn cầu y sư dư thất thân hình nhoáng một cái đã chắn trước mặt hai người liếc nhìn thanh niên cao lớn rồi cất tiếng hỏi ngươi làm sao ngươi lại biết việc này nhạc nhi lại càng hoảng sợ bất giác lộ ra vẻ giật mình ta trời sinh có cái mũi rất linh mẫn trên người các vị mang có một ít mùi thảo dược có lẽ mới vừa từ phụ cận giã cúc trai đi ra vị huynh đài này tuy rằng thần lực kinh người nhưng xem ra thần trí có vấn đề vì vậy ta mới đoán như thế xem ra có lẽ không sai dư thất nhìn về phía giã cúc trai cách đó không xa nhoẻn miệng cười nói tuy hắn là một trang nam tử nhưng nụ cười này cũng lộ ra vẻ vũ mị khác người dù cho nhạc nhi là một tiểu nữ nhi còn nhỏ tuổi hơn nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ nhưng nàng lập tức theo bản năng quay đầu lại nhìn liễu thạch bên cạnh thấy vẻ mặt thạch đầu ca ca vẫn không chút biểu tình, trong lòng mới hơi hơi buông lòng. Lúc này thiếu niên bạch bào đã thu lại nụ cười đầy, kinh diễm tiếp tục nói. Tiểu muội muội dư ra chúng ta tại minh viễn thành này cũng có chút thế lực, quen biết không ít danh y. Nếu muốn cầu y sư, có lẽ ta có thể giúp đỡ. Không sai, chúng ta đến minh viễn thành chính vì muốn cầu y sư, nhưng bệnh của ca ca thì không phải đại phu bình thường có thể trị được. Liễu nhạc nhi lắc lắc đầu, như thế xem ra, bệnh tình của lệnh huynh cũng không bình thường. Có điều không sao, dư ra chúng ta có một vị tiên sư khách khanh, y thuật rất tốt, không phải đại phu thế tục bình thường có thể so sánh, không bằng mời hắn nhìn xem bệnh tình của lệnh huynh, tiểu muội muội thấy có được không. Dư thất đầu tiên khẽ nhíu mày, nhưng sau khi liếc nhìn liễu thạch và nhạc nhi, lại lần nữa vỗ tay cười cười. Tiên sư, đôi mắt liễu nhạc nhi sáng lên, có vài phần trần chờ Lệnh huynh muội ngàn vạn lần không nên từ chối, để tại hạ góp chút sức mọn mới được không phải là ta khoe khoang toàn bộ minh viễn thành này tuy rằng còn có tiên sư khác nhưng nếu luận y đạo cao minh vị tiên sư trong dư phủ nếu nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất hai mắt dư thất khẽ chuyển lại ngạo nghễ nói được rồi hai người chúng ta có thể đi với ngươi nhưng nếu vị tiên sư này không thể trị hết bệnh cho huynh trưởng của ta thì chúng ta cũng sẽ lập tức rời đi liễu nhạc nhi rốt cuộc bị câu nói cuối cùng của thiếu niên bạch bào đả động miễn cưỡng lên tiếng đáp ứng Điều này là tự nhiên, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo danh tính của hai vị. Dư thất thấy Liễu Nhạc Nhi đồng ý thì rất vui mừng, lập tức đuổi theo hỏi thêm một câu. Liễu Nhạc Nhi do dự một chút, cuối cùng cũng báo ra danh tính của mình và Liễu Thạch. Thì ra là Nhạc Nhi muội muội cùng Liễu Thạch huynh, Dư thất liên tục gật đầu, thất đệ, hai người này không rõ lai lịch, người sao có thể tùy tiện đưa về nhà, còn muốn mời chân nhân xem bệnh cho hắn. Thanh niên nhò bào kia bị gạt ra hồi lâu, sắc mặt khó coi, lúc này nhịn không được mở miệng chen vào nói không sao việc này ta tất có chừng mực nhị ca không cần phải lo lắng dư thất khoát tay áo thản nhiên đáp thanh niên nhò bảo tựa hồ có chút sợ hãi đối với vị đệ đệ dư thất này bờ môi mấp máy vài cái như còn muốn nói điều gì cuối cùng vẫn không nói ra miệng lúc này mấy người ăn mặc sáng sủa không dắt đao kiếm chính là hộ vệ đường phố vội vã chạy tới những người xung quanh thấy vậy liền tản đi tựa hồ rất sợ hãi những người này mấy tên hộ vệ cũng không để ý đến mọi người xung quanh hấp tấp tiến lên khom người thi lễ đối với hai người dư thất thất thiếu gia nhị thiếu gia chúng ta tới trễ xin hai vị thiếu gia trách tội chúng ta không có việc gì không cần sợ hãi như vậy mấy người các ngươi trước mang xe ngựa trở về chuyện này không được gây ồn ào dư thất thản nhiên nói vâng mấy tên hộ vệ khúng núm lập tức ba chân bốn cẳng dắt theo quái mã màu xanh vội vã rời đi nhị vị xin mời đi theo ta thiếu niên bạch bào xử lý xong những chuyện này quay người cười nói đối với hai người liễu nhạc nhi đi trước dẫn đường liễu nhạc nhi lại liếc nhìn liễu thạch nắm thật chặt cánh tay của hắn đi theo đằng sau dư thất thanh niên nhòm bảo kia thấy mấy người đi xa sắc mặt càng tỏ ra khó coi đứng nguyên tại chỗ một hồi rồi mới dậm chân hử lạnh một tiếng cất bước đi theo ha ha có chút y tứ cô gái này chính là người mà vị tể tướng phong quốc kia nói có được tư chất tu luyện không tệ chuẩn bị dốc sức đưa vào lãnh diễm tông Cách đó không xa, trong một góc rẽ tầm thường, bỗng nhiên xuất hiện hai người. Phía trước là một gã thanh niên mặc áo đen, hai mắt hẹp dài, nhìn về hướng đám người dư thất rời đi, miệng cất giọng nói, vẻ mặt gợi nên cảm giác không thể diễn tả thành lời. Sư đệ cẩn thận một chút, nghe nói dư phủ cũng có tán tu tọa chấn, hơn nữa cũng không phải chỉ một người đâu, không thể quá mức khinh thường. Một gã nam tử áo xám gầy như que củi, bên hông gắt mấy cái túi ra căng phòng, ngồi phía sau thanh niên áo đen, cũng nhìn về phía bóng lưng đám người dư phủ, chậm rãi nói. Phạm Sư Huynh, ta biết rõ nên làm thế nào, nhưng chuyến đi dư phủ lần này là nhiệm vụ thí luyện đầu tiên của ta. Ngươi chỉ là người được phái tới phụ trợ mà thôi, không có nguyên nhân đặc thù thì không cần xuất thủ. Ta sẽ xử lý tốt hết thảy mọi việc, thanh niên mặc áo đen nghe vậy, lại không cho là đúng, đáp. Nam tử áo xám thấy vậy, cười khổ một tiếng rồi không nói gì nữa. Hắn hiểu rõ bản tính của vị sư đệ này, tuy rằng tu vi không cao, nhưng ở trong tông lại có trưởng lão gia tộc làm chỗ dựa, luôn luôn không xem sư huynh đệ đồng lứa ra gì. Đang khi nói chuyện, thân hình hai người bỗng trở nên mơ hồ, biến mất tại chỗ. Chương 7, Dư phủ. Thiếu niên áo trắng khéo léo kể lại vô số đồn đại trong thành cho Liễu Nhạc Nhi nghe, có điều hình như thiếu nữ chẳng tập trung lắm, chỉ thỉnh thoảng đáp lại đôi câu mà thôi. Mấy người mau chóng đi qua mấy con đường, tiến vào trung tâm thành Minh Viễn. Nơi này tương đối yên tĩnh, đường xá sạch sẽ hai bên hầu như không có cửa hàng nào cả thay vào đó là các tòa nhà lớn san sát vào nhau hiển nhiên là nơi cư trú của các thế gia phú hào trong thành đi thêm một đoạn nữa mấy người mới dừng lại bên ngoài một tòa phủ đệ sơn son đẹp đẽ khác với những tòa nhà khác tòa phủ đệ này cực kỳ rộng lớn cổng chính sơn đỏ cao chừng hai trượng trong cực kỳ có khí thế hai bên cổng và sân là hai đầu sư tử đá cao hơn một trượng trên cánh cửa gắn đầy đinh đồng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời hai bên cửa chính có hai thị vệ áo giáp trang phục của họ tương đối giống với các thị vệ khác chỉ có điều hai người này cầm trường mâu nghiêm túc canh gác hết thảy mọi thứ ở đây đều thể hiện rõ nét quyền thế và địa vị của chủ nhân tòa nhà bên trên cửa chính treo một tấm biển cực lớn viết hai chữ sư phủ mạ vàng thật to liễu thạch ngẩng đầu liếc sư phủ một cái rồi hờ hứng thu hồi ánh mắt liễu nhạc nhi kinh ngạc nhìn tòa phủ đệ trước mặt trong lòng hơi cảm thấy bất an nàng chưa từng thấy tòa phủ đệ nào lớn như vậy Song chỉ nhìn cổng chính nàng cũng đoán được địa vị của dư phủ này tại thành Minh Viễn là cực cao, xem ra có quan hệ mật thiết với triều đình Phong quốc. "Sao vậy? Liễu muội muội, thiếu niên áo trắng dường như nhìn ra điều gì?" Ôn Nhu hỏi. "Dư phủ thật lớn, lại có nhiều hộ vệ như thế, xem ra không phải gia đình bình thường rồi." Liễu Nhạc Nhi miễn cưỡng cười nói, "Liễu muội muội thật thông minh, gia phụ chính là tể tướng Phong quốc nên trong phủ mới có vài thị vệ, nếu không sao có thể mời được một tiên sư ở lại trong nhà được?" dư thất nói liễu nhạc nhi nghe thế không khỏi chừng to mắt thanh niên nhò bảo thấy vậy gương mặt lại tỏ vẻ ngạo mạn như lúc trước thất công tử nhị công tử thấy mấy người đi tới hai thủ vệ vội vàng tiến tới nghênh đón kho mình hành lễ dư thất khẽ gật đầu với hai người rồi dẫn đám người liễu nhạc nhi đi vào thất đệ người dẫn hai ngoại nhân vào phủ cẩn thận phụ thân biết được sẽ nổi giận lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi sau khi vào dư phủ thanh niên nho bào hừ lạnh một tiếng rồi phải tay áo bỏ đi. Đừng để ý đến hắn, xin mời hai vị đi theo ta. Dư thất cười một tiếng, dẫn Liễu Nhạc Nhi và Liễu Thạch đi theo một hướng khác. Diện tích bên trong dư phủ rất lớn, nhìn đâu cũng thấy đinh đài lầu các, hành lang hoa viên đẹp đẽ. Ngay cả mặt đất cũng rát các loại ngọc thạch thượng đẳng như bạch ngọc, thanh ngọc. Bóng loáng như hương, cứng rắn như sắt, càng làm cho nơi này thêm xa hoa. Xem ra địa vị dư thất này tại dư phủ rất cao, các gia đình người hầu gặp y trên đường đều cúi xuống hành lễ có người còn quỳ một chân xuống đất liễu nhạc nhi thấy vậy liếc dư thất một cái đôi con mắt linh động đảo qua mấy cái không biết đang nghĩ điều gì nãy giờ nàng và liễu thạch đi theo dư thất nên đương nhiên cũng khiến cho không ít người chú ý có điều hình như những người này e sợ uy nghiêm của y nên không dám nhìn nhiều không lâu sau ba người đã đi tới một hành lang phía trước một nha hoàn cao gầy mặc váy áo màu xanh lá bước tới thiếu ra ngài đã trở về nha hoàn áo xanh thấy dư thất thì vui vẻ cười, bước nhanh qua. Tiểu vũ, có khách quý tới chơi, không được thất thố như vậy. Dư thất trầm giọng khiển trách, nha hoàn áo xanh tiểu vũ khác hẳn những người hầu vừa rồi, nghe thế cũng không sợ hãi mà chỉ thè lưỡi cười. Dư thất bất đắc dĩ lườm nàng một cái mới nói, tiểu vũ, ngươi tới thật đúng lúc, hai vị này là khách quý ta mời tới, liễu nhạc nhi muội muội và liễu thạch huynh. Ngươi cho người dọn dẹp một viện bên tây xương phòng đi, họ sẽ nghỉ ngơi ở đó lúc này tiểu vũ mới chú ý tới hai người đứng sau lưng dư thất. Vẻ đờ đẫn khác người của Liễu Thạch làm nàng thấy kinh ngạc, nhưng khi nhìn sang Liễu Nhạc Nhi thì đôi mắt nàng sáng rực lên. Nàng cười hì hì nói, ôi, thật là một tiểu muội muội xinh đẹp. Liễu muội muội là khách quý của ta, người không được vô lễ. Hai vị, tiểu vũ là nha hoàn thân cận của ta, nàng ăn nói không suy nghĩ, hai vị chớ trách. Dư thất quát lớn một tiếng rồi quay người áy náy cười với Liễu Nhạc Nhi và Liễu Thạch. Biết rồi, tiểu vũ qua loa nói nhưng thừa dịp dư thất không để ý nàng vẫn quay sang làm mặt quỷ với liễu nhạc nhi liễu nhạc nhi bị điệu bộ này của nàng chọc cười không nhịn được cười khúc khích nhưng lại vội vàng lấy tay che miệng lại có điều cảm giác hồi hộp khi nãy đã tiêu tan không ít đúng rồi mấy ngày nay ta đều ra ngoài trong phủ dư thất nhìn xung quanh một chút rồi mới lại gần tiểu vũ thì thầm lúc này thân thể hai người sát lại gần nhau thần thái thân mật mà tiểu vũ cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào liễu nhạc nhi thấy vậy khẽ nhách miệng chút hảo cảm với thiếu niên áo trắng phút chốc giảm đi nhiều hai người xì xào bàn tán hồi lâu tiểu vũ mới gật đầu quay người rời đi hai vị mời dư thất nói tiếp tục bước về phía trước một lát sau hai người đi tới một tiểu viện tiểu vũ đã đứng ở cửa nghinh đón từ khi nào tuy nói đây là tiểu viện nhưng diện tích không hề nhỏ đường đi vào được giải đá cuội bên trái có một gốc tùng bên phải là một khóm trúc xanh biếc Gió nhẹ thổi qua, cành lá va vào nhau, không khí cực kỳ thanh tính. Trang trí trong phòng cũng tương đối đơn giản, song bàn ghế đều chế tác rất cầu kỳ. Phòng ốc sạch sẽ, không thấy cả một hạt bụi, xem ra vừa có người quét dọn qua. Hai vị có vẻ còn mệt, vậy trước hết hãy nghỉ ngơi một lát, sau đó ta sẽ đích thân thiết yến chiêu đãi lệnh huynh muội. Thiếu niên áo trắng nhìn Liễu Nhạc Nhi cười nói, chiêu đãi thì không cần, ta chỉ muốn biết khi nào ngài có thể thỉnh vị tiên sư kia xem bệnh cho ca ca ta. Liễu Nhạc Nhi nhìn xung quanh, nếu như hai vị không thích xã giao thì lát nữa ta sẽ nói tiểu vũ mang bữa tối tới. Còn về tiên sư thì chắc ngày mai mới có thể mời tới được. Dư thất nghĩ một lát mới nói, vậy cũng được, Liễu Nhạc Nhi thất vọng nói, đúng rồi, nếu hai vị có cần gì thì cứ phân phó tiểu vũ nhé. Giờ hai vị nghỉ ngơi trước đi, ta cáo từ, Dư thất nói, mắt nhìn Liễu Thạch một cái, Liễu Nhạc Nhi không để ý, chỉ khẽ gật đầu, thiếu ra, bọn họ là ai? Nhìn trang phục thì bọn họ chỉ là người bình thường, vì sao ngài lại khách khí với họ thế? Bên ngoài tiểu viện, tiểu vũ hỏi, ngươi thì biết cái gì? Hôm nay xe ngựa của ta và nhị ca bị chấn kinh, sau đó tên liễu thạch kia một tay chế ngựa được thanh phong mã, chặn lại xe ngựa đó. Dư thất ngả ngớn nâng cầm tiểu vũ, cười nói, thanh phong mã, một tay, tên liễu thạch kia, đúng là thần lực, tiểu vũ giật mình, đúng thế, loại dị nhân thân mang thần lực này nếu thu phục được thì sau này rất có tác dụng huống hồ nha đầu nhạc nhi kia nếu lớn thêm vài tuổi nữa thì chính là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành ta sao lại cam lòng để nàng chịu khổ bên ngoài chứ nên ta đành mang bọn họ về phủ người phân phó xuống dưới bảo phải chiêu đãi thật tốt với họ không được coi thường thiếu niên áo trắng tươi cười đi ra vừa đi vừa nói vâng không biết tiểu vũ nghĩ tới điều gì gương mặt đỏ lên vội vàng đáp ứng tiểu viện trong phòng liễu nhạc nhi đã rong rồi suốt một ngày lại bị sợ hãi một trận nên giờ này đã thấm mệt bèn kéo liễu thạch vào phòng nghỉ ngơi tuy rằng nam nữ hữu biệt nhưng mấy năm gần đây hai người sống bên ngoài màn trời chiếu đất đã quen đều cùng ăn cùng ở nên liễu nhạc nhi hoàn toàn không thấy gì không ổn cả trời vừa tối tiểu vũ đã mang một bàn đồ ăn tối phong phú tới nhìn qua những món ăn thơm ngào ngạt liễu nhạc nhi khẽ nuốt nước bọt nàng chưa từng nếm qua những món ăn ngon thế này nên tuy đang ở trong phủ tể tướng xa lạ làm nàng hơi bất an nhưng vẫn không nhịn được ăn thật nhanh Bên kia, Liễu Thạch lại hoàn toàn không có phản ứng gì với chúng cả. Bóng đêm dần buông, vầng trăng tròn treo cao, Liễu Nhạc Nhi nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, trong đầu toàn nghĩ về việc xem bệnh ngày mai. Thạch đầu ca ca, ca nói xem vị tiên sư kia có thể chữa bệnh cho ca không. Liễu Nhạc Nhi nhích người ra bên ngoài, khẽ nói, Liễu Thạch không nằm xuống, chỉ nhắm mắt khoanh chân ngồi bên giường. Mấy năm này, đêm nào hắn cũng vậy, chưa bao giờ nằm xuống ngủ cả liễu thạch vẫn lạnh nhạt đôi mắt cũng chẳng thèm mở ra giống như hoàn toàn không nghe thấy thiếu nữ nói vậy thạch đầu ca ca yên tâm đi nếu vị tiên sư này không chỉ được hết cho ca vậy thì chúng ta sẽ đi nơi khác chắc chắn có thể chỉ tốt cho ca được liễu nhạc nhi đã quen với chuyện này nàng thì thào nói thêm rồi mới an tâm cười chậm rãi nhắm mắt bước vào giấc mộng liễu thạch không nhúc nhích giống như một pho tượng sừng sững trong đêm đen không biết bao lâu sau hắn chợt mở mắt nhìn về một hướng nào đó trong dư phủ đồng thời đôi tay theo bản năng vuốt ve món đồ trang sức màu xanh sẫm treo trên cổ. Cùng thời gian đó, trong mật thất nằm dưới đất sư phủ, nơi thanh niên cao lớn vừa nhìn sang. Bốn vách tường của mật thất khác những đạo phù văn đỏ sẫm, chúng hội tụ ở trung tâm căn phòng. Bên trong bầy một lò luyện đan đen thui, dưới đáy là một hỏa trì đang đốt lên những đóa hỏa diễm đỏ rực. Lúc này, lò luyện đan đang tản ra hào quang đen kịt, nắp lò rung rung như sắp bay lên. Một lão giả đứng bên cạnh lò đan, khẩn trương nhìn vào trung tâm lò. Người này đầu đội liên hoa quan, thân phủ một bộ đạo bào màu xám trắng, hốc mắt trũng sâu, hai gò má gầy, dưới cằm là một bộ râu dài trắng tuyết, xem qua khoảng hơn 70 tuổi, mang cho người ta chút cảm giác tiên phong đạo cốt. Ngay lúc này, một tiếng trầm đục từ trong lò đan phát ra kèm theo mùi khét lẹt. Lão đạo thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, đánh ra một đạo pháp quyết dập tắt lò lửa, sau đó phất tay một cái, nắp lò bay lên. Lão không thèm để ý lò vừa luyện xong, lập tức thò tay vào. Ngay sau đó, gương mặt lão trầm xuống, lấy ra một đám bột phấn đen xì. Nồng đậm mùi thuốc sen lẫn mùi khét từ trong đám bột bay ra. Lão giả thấy vậy, sắc mặt xanh mét, thở hồn hển, mắng to mấy câu. Chương 8, Bạch Thạch chân nhân. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài Tây Sương phòng dư phủ chợt vang lên mấy tiếng bước chân. Trong hành lang gấp khúc màu đỏ son dẫn tới biệt viện, có ba người đang chậm rãi đi đến. Đi đầu là hai người, đó là một lão đạo già nua mặc đạo bào màu xám, đầu đội liên hoa quan, Người còn lại là một nữ tử vận cung trang màu vàng nhạt, phong thái hiên ngang hào hùng không thua nam tử. Phía sau hai người là một thiếu nữ mặc trang phục nha hoàn, tay sách một hộp cơm ba tầng sơn son. Chỉ thấy lão đạo chắp tay đi, lông mi trắng khẽ trao lại, gương mặt dường như có chút không vui, đôi mắt tuy nhìn thẳng phía trước song tâm tư lại không biết ở nơi nào rồi. Nữ tử mặc cung trang bên cạnh tuổi tác xem chừng không lớn lắm, chỉ khoảng 17-18 tuổi. Mặc dù vẫn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng vẫn rất cân xứng, tóc đen búi cao, ngũ quan thanh lệ, mày kiếm khí khái, đôi mắt sáng tựa như vì sao, làm cho người gặp một lần đều khó mà quên được. Nàng điểm thêm chút phấn son, làm gương mặt vốn trắng nõn không tì vết đỏ ửng lên, nhìn càng thêm động lòng người. Bạch Thạch chân nhân, thật xấu hổ, lại quấy rầy việc luyện đan của ngài rồi. Nữ tử vừa đi vừa sụ mặt nói, xem một chút cũng không sao cả, chỉ là lão đạo hơi tò mò, tại sao thất tiểu thư lại nhờ lão đạo xem bệnh cho một phàm nhân si ngốc vậy? lão đạo nghe thế thì không nghĩ chuyện khác nữa lạnh nhạt hỏi chân nhân không biết đó thôi hôm qua người này nữ tử cung trang khẽ cười kể lại qua loa chuyện gặp liễu thạch chặn ngựa cứu người hôm qua lão đạo vừa nghe vừa xoa xoa tay khi nghe tới đoạn liễu thạch chỉ dựa vào sức lực một tay đã có thể cản lại thanh phong mã đang điên cuồng xông tới hàng mi trắng hơi chấp nếu người này đã có ân với tiểu thư vậy lão đạo xem một chút cũng được lão đạo nghe xong buông hai bàn tay xuống lạnh nhạt nói nữ tử cung trang nghe thế chỉ cười khẽ, hơi khom người thi lễ với lão đạo kia. nha hoàn theo sau thấy vậy, tay cầm hộp cơm chặt hơn, rất quy củ theo sau hai người, không phát ra một tiếng động nào cả. Bên trong tây xương phòng, Liễu Nhạc Nhi đã ăn mặc chỉnh tề, đang nói chuyện với Liễu Thạch, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nhạc Nhi muội muội tiểu thư nhà ta dẫn tiên sư tới gặp hai người. nha hoàn kia không chờ tiểu thư nhắc nhở, đã bước tới trước gõ nhẹ vào cửa, thấp giọng nói. Liễu Nhạc Nhi đứng dậy, không vội vã mở cửa mà nghi ngờ hỏi, tiểu thư nhà các ngươi là? Nhạc Nhi muội muội, là ta." Nghe âm thanh quen thuộc vang lên ngoài cửa, nếu Nhạc Nhi trợn trừng hai mắt, gương mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng hơi trần trừ một lát, xong vẫn bước tới mở cửa phòng ra. Khi hai cánh cửa vừa mở ra, nàng đã ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, nhạt của vị thuốc và thấy ba người đang đứng ngoài cửa. Nàng nhìn về phía lão đạo, thầm xác nhận vị thuốc quả thật xuất phát từ người này rồi mới nhìn sang nha hoàn bên cạnh. Thấy cô ấy chính là người mà nàng gặp hôm qua, Tiểu Vũ, nha hoàn thân cận của dư thất công tử. Cuối cùng nàng mới nhìn sang nữ tử vận cung trang vàng nhạt, gương mặt vốn ngạc nhiên thì nay càng kinh hãi hơn. "Ngươi là, thất công tử?" Liễu Nhạc Nhi che miệng kêu lên, "Là ta, Nhạc Nhi muội muội có thể gọi ta là thất tiểu thư, hoặc là thất tỷ tỷ cũng được." Nữ tử cung trang thấy vẻ kinh ngạc của thiếu nữ thì cười nói, "Trách không được hôm qua ta còn cảm thấy thất công tử hơi." Liễu Nhạc Nhi nghe vậy cũng cười. Hơi gì, lông mày dư thất khẽ nhướng hỏi. Hơi, không giống đàn ông, liễu nhạc nhi nghĩ một lát mới uyển chuyển đáp. Khi hành tẩu bên ngoài, mặc nam trang sẽ tránh được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vài năm nữa nhạc nhi muội lớn hơn sẽ hiểu. Nữ tử cung trang vừa nhìn gương mặt xinh đẹp của liễu nhạc nhi vừa nói. Liễu nhạc nhi nghe vậy, tuy cảm giác không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, dẫn ba người vào trong phòng. Nhạc nhi muội muội, vị này chính là tiên sư mà ta đã nói với muội, bạch thạch chân nhân. Chân nhân, đây là Liễu Nhạc Nhi, bên kia là Liễu Thạch, huynh trưởng của nàng. Thất tiểu thư hơi nghiêng mình, vừa nhường chỗ cho lão đạo vừa nói. Bái kiến tiên sư đại nhân, Liễu Nhạc Nhi vốn đã đoán được vài phần, nhưng nghe thế vẫn không khỏi giật mình, vội vàng cúi đầu, không người thi lễ, không dám nhìn thẳng vào mặt lão đạo kia. Liễu Thạch vẫn ngồi bên mép giường, gương mặt vô cảm nhìn mấy người vừa tới, hoàn toàn không thèm nhúc nhích. Bạch Thạch chân nhân liếc qua Liễu Nhạc Nhi một cái, sau đó mới nhìn sang Liễu Thạch lão bước từ từ tới gần hắn, ngồi xuống một bên, sau đó lại nhìn bên kia, xem xét kỹ càng từ trên xuống dưới, cuối cùng mới nhìn về mi tâm liễu thạch. Lát sau, hai mắt lão đạo khép lại, nâng bàn tay lên, hai ngón tay đột nhiên phóng tới mi tâm liễu thạch. A a a! Liễu nhạc nhi thấy thế thì vô cùng hoảng sợ, không nhịn được hô lớn một tiếng. Hai ngón tay lão đạo cứng lại, lão quay người, không vui liếc liễu nhạc nhi một cái. Nhạc nhi muội muội, đừng ngạc nhiên, chân nhân chỉ đang kiểm tra giúp ca ca ngươi thôi thất tiểu thư vội vàng kéo tay Liễu Nhạc Nhi nói, thực xin lỗi, tiên sư đại nhân, ta không cố ý. Liễu Nhạc Nhi tự biết sai, vội vàng xin lỗi. Lão đạo nghe vậy mới đỡ giận, tiếp tục nâng tay chỉ hướng mi tâm Liễu Thạch. Theo hướng hai ngón tay chỉ, nơi mi tâm Liễu Thạch chợt hiện ra một quang mang màu xanh. Từng vòng từng vòng gợn sóng hình tròn lan ra, tựa như mặt nước bị cục đá bay xuống. Một lát sau, lão đạo khẽ hồ một tiếng, thu lại hai ngón tay rồi mới mở mắt. Thế nào vậy? Thạch đầu ca ca có thể chữa khỏi không?" Liễu Nhạc Nhi vội vã hỏi. Bạch Thạch Chân Nhân chỉ lườm nàng một cái, không thèm nói gì nữa. Dư Thất bước lên, kéo kéo tay Liễu Nhạc Nhi, đồng thời nhắc nàng đừng nóng lòng. Tuy rằng Liễu Nhạc Nhi không hề truy vấn, nhưng ánh mắt vẫn để trên thân Liễu Thạch. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Liễu Nhạc Nhi, Liễu Thạch mới nhìn lại, nuốt nốt chỗ bánh ngọt, cười khẽ. Bạch Thạch Chân Nhân chỉ trầm ngâm một lát, bàn tay vừa lật đã lấy ra một mặt kính bằng đồng xanh cũ kỹ. "Đi." Lão quát khẽ một tiếng, ánh sáng trên mặt kính lóe lên, bồng bình trôi nổi trong căn phòng, bay tới đỉnh đầu liễu thạch mới dừng lại. Lúc này bạch thạch chân nhân mới khẽ niệm chú, ngón tay vẽ vào hư không, tựa như đang vẽ một đạo phù văn bí ẩn. Một lát sau, lão mới dừng lại, ngón tay chỉ vào một chỗ khác. Mặt kính bay lên trời, rung chuyển mạnh mẽ, dường như bên trong ánh sáng xanh đã xảy ra biến hóa làm mặt gương càng trơn bóng hơn. Liễu nhạc nhi khẩn trương nhìn vào mặt kính, chỉ thấy ánh sáng xanh bên trong hơi biến hóa một chút, còn lại vẫn rất mờ, hoàn toàn không thấy rõ thứ gì bên trong. Lúc này, dường như Liễu Thạch cảm thấy không thích bị mặt kích che trên đỉnh đầu, bèn giơ tay lên xua nhẹ, tuy chưa quét phải mặt kính, cũng có thể làm cho ánh sáng xanh trong đó chập chờn muốn tắt, không gian càng hỗn độn hơn. Không thể, đây là, Bạch Thạch chân nhân thấy thế, sắc mặt đại biến, tập tức vung tay về phía tấm gương cổ. Tấm gương mau chóng bay về, chui vào tay áo lão, trong phút chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Liễu Nhạc Nhi thấy cảnh này, gương mặt nhỏ nhắn lập tức tỏ ra nét ân cần. Chân nhân đã nhìn ra điều gì rồi, có thể trị hết hay không? Thất tiểu thư hỏi, ngũ ngũ chi sổ, chưa chắc đã không thể, chỉ có điều. Bạch Thạch chân nhân thay đổi sắc mặt một lúc rồi do dự đáp. Cầu tiên sư đại nhân cố gắng chữa trị cho huynh trưởng ta. Liễu Nhạc Nhi vui vẻ, vội mở miệng cầu xin, nếu chân nhân đã có cách, vậy xin chân nhân hãy chữa trị cho Liễu Thạch huynh, phí tổn ta sẽ chịu." Thất tiểu thư cũng nói. Liễu Nhạc Nhi nghe thế, cảm kích nhìn dư thất một cái. Nếu như thất tiểu thư đã mở miệng, vậy lão đạo chỉ còn cách cố gắng hết sức. Có điều ta phải nói trước, thân hồn của người này không biết tại sao lại bị phong bế, nếu muốn mạnh mẽ cởi bỏ ấn chú tất sẽ có nguy hiểm. Phải lập trận pháp hoán linh thì may ra mới có thể trị hết được. Lão đạo còn cần ở với hắn trong tính thất, toàn lực làm mới được. Bạch Thạch Chân Nhân nhìn thanh niên cao lớn hồi lâu mới như quyết định điều gì, chậm rãi nói: "Thế khi tiên sư trị liệu, Nhạc Nhi có thể đứng bên cạnh không?" Liễu Nhạc Nhi hơi do dự rồi khẽ hỏi: "Ngươi đứng đó làm gì, chỉ tổ vướng chân vướng tay." "Sao, tiểu hoa nhi ngươi không tin lão đạo ư?" Bạch Thạch Chân Nhân đột nhiên cao giọng hỏi. Liễu Nhạc Nhi giật mình, vội vàng khoát tay, "Không phải không phải, Nhạc Nhi chỉ muốn ở cạnh huynh trưởng, Nhạc Nhi chỉ đứng một bên nhìn thôi, cam đoan sẽ không làm phiền ngài đâu." tùy ngươi trận pháp hoán linh này có chỗ không bình thường cần chuẩn bị vài thứ lão đạo đi về trước vậy bạch thạch chân nhân nhìn dư thất nói làm phiền chân nhân thất tiểu thư khom mình thi lễ liễu nhạc nhi cũng vội vàng khom người thi lễ với bạch thạch chân nhân có điều chưa chờ nàng đứng dậy lão đạo đã sớm rời đi rồi sau khi lão đi nữ tử cung trang chỉ an ủi liễu nhạc nhi vài câu không cần lo lắng an tâm ở lại rồi cũng đi ra chương 9, trận pháp buổi chiều ngày thứ ba nha hoàn tiểu vũ đi vào xương phòng phía tây báo cho hai người liễu nhạc nhi biết bạch thạch chân nhân đã chuẩn bị xong có thể chữa trị cho liễu thạch được tiểu vũ dẫn đường liễu nhạc nhi cùng liễu thạch đi qua một đoạn hành lang dài hẹp khúc khuỷu ba người xuyên qua bốn tiểu viện một cái cổng vòm rút cuộc tới được hậu viện của dư phủ đi một đoạn hành lang gấp khúc rẽ trái rẽ phải bảy tám lần đã khiến liễu nhạc nhi sợ hãi thán phục không dứt khi nàng nhìn thấy hậu viện được che kín bởi lá sen rút cuộc mới nhận thức được dư phủ rộng lớn cỡ nào Liễu Nhạc Nhi vốn là tiểu hồ ly, chỉ từng nhìn thấy vài con sông lớn mà thôi. Thế nhưng cái hồ này đã rộng tới ba bốn trăm trượng, so sánh với hồ nước của những gia đình giàu có bình thường quả là một trời một vực. Nhạc cô nương, nơi đó chính là tính thất luyện đan và thanh tu của Bạch Thạch chân nhân. Tiểu Vũ giơ tay lên chỉ vào một hòn đảo nhỏ nói ra. Liễu Nhạc Nhi nhìn theo ngón tay tiểu Vũ, chứng kiến một cái cầu đá cẩm thạch xuyên thẳng qua ruộng lá sen nối liền đảo nhỏ với bờ hồ. Diện tích đảo nhỏ không lớn, nhưng cây cối ở trên đảo lại tươi tốt rậm rạp, mây mù lượn quanh khiến cho người ta nhìn không được rõ lắm. Vừa nghĩ tới người ở trên đảo có thể chữa trị cho thạch đầu ca ca, khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được nét hưng phấn, tâm tư cũng phập phồng không yên. Nơi chân nhân thanh tu, hạ nhân như chúng ta không được phép tiến vào. Nhạc nhi cô nương đành phải tự đi vậy, tiểu vũ thấy liễu nhạc nhi thất thần, hi hi cười nói. Cảm ơn tiểu vũ tỷ tỷ. liễu nhạc nhi khôi phục tinh thần, vội vàng nói cảm ơn liễu nhạc nhi gọi một tiếng tỉ tỉ ngọt ngào khiến cho tiểu vũ vui mừng khoát tay áo quay người rời đi thiếu nữ nhìn sương mù lượn lờ quanh đảo nhỏ một tay vịn lan can cầu đá không vội bước lên cầu chẳng biết tại sao trong lòng lại nảy lên một ý niệm kỳ lạ thạch đầu ca ca nếu khỏi bệnh biết đâu sẽ không ở cạnh mình nữa nghĩ tới đây nàng có chút lo được lo mất nhưng nhìn lại khuôn mặt quen thuộc của thanh niên cao lớn dị thường nàng lại an tâm thạch đầu ca ca chúng ta đi thôi kiều nữ xài bước trên cầu đá, nắm lấy tay Liễu Thạch dẫn hắn đi tới đảo nhỏ. Đi trên cầu đá, càng tới gần đảo nhỏ, Liễu Thạch Nhi lại cảm thấy có chút khẩn trương lo lắng, ngược lại Liễu Thạch vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, thỉnh thoảng bị vài con cá ngoi lên mặt nước hấp dẫn, liếc mắt nhìn quanh. Đi tới gần đảo nhỏ, Liễu Nhạc Nhi phát hiện sương mù không quá dày đặc, không có tiếng chim chóc, lộ ra đặc biệt u nhã yên tĩnh. Đi hết cầu đá là tới một con đường mòn lát đá xanh, uốn lượn dẫn tới chỗ sâu trong đảo nhỏ hai người liễu nhạc nhi đi dọc theo đường mòn không có lối rẽ trực tiếp tiến đến một tòa đạo quán ngói đen tường trắng có phong cách cổ xưa bạch thạch chân nhân đang đứng chờ tại trước cửa đạo quán nhìn thấy hai người chỉ nói một câu cộc lốc vào đi liền quay người đi vào hậu điện hai người theo lão đạo xuyên qua đại điện đi tới hậu viện của đạo quán bên trong có một hòn non bộ khổng lồ bạch thạch chân nhân đi tới trước một vách núi đưa tay nhấn một cái một cánh cửa đá trầm trọng mở ra lộ ra một cái cửa động cao ngang người Hai người cùng lão đạo tiến vào trong động, cửa đá sau lưng chậm rãi đóng lại. Sơn động càng về sau càng rộng, không gian bên trong lớn đến không tính được, so với phòng của bọn hắn ở Tây Sương lớn hơn không ít. Trên vách tường có đính mấy cái đèn, cũng không biết đốt bằng dầu gì, không thấy có chút khói nào. Trên mặt đất có khắc một đồ án hình bát giác, có vẻ giống nhưng lại không giống bát quái. Đồ án được khắc rất sâu, bên trong chẳng những có một ít đồ văn chim thú kỳ dị, còn có một ít đường cong tạo hình cổ quái nàng mơ hồ như đã từng thấy qua, có lẽ là chữ cổ triệt. Mà tại từng góc của hình bát giác còn cắm một cái tiểu kỳ hình tam giác màu đỏ sậm, ở trên đồng dạng cũng vẽ một ít đường vân kỳ dị. Đứng ngây ra đó làm gì, mau dẫn hắn vào trong pháp trận. Bạch Thạch chân Nhân liếc qua Liễu Nhạc Nhi, lạnh lùng nói. Vâng, Liễu Nhạc Nhi vội vàng thu hồi ánh mắt, dẫn thanh niên cao lớn đờ đẫn vào giữa pháp trận. Thạch đầu ca ca, người nhất định sẽ tốt hơn, Nhạc Nhi ở ngay chỗ này phụng bồi ngươi. Liễu Nhạc Nhi nhìn chằm chằm vào mắt Liễu Thạch, nghiêm túc nói. Sau đó nàng bước ra khỏi pháp trận, đứng dán vào một bên thạch bích, nét mặt khẩn trương quan sát lão đạo. Khi lão đạo thi pháp, người phải ở nguyên tại chỗ, đồng thời không được lên tiếng. Hiểu chưa, Bạch Thạch chân Nhân trịnh trọng phân phó. Liễu Nhạc Nhi vội vàng gật gật đầu. Lúc này Bạch Thạch chân Nhân đi lên trước, vốn là tay đang dựng thẳng, tạo một cái đạo ấn, tiếp theo đi quanh pháp trận một vòng, trong miệng ngâm tụng chú ngữ khó hiểu, theo tiếng ngâm tụng của lão vang lên, tám cái tiểu kỳ xung quanh pháp trận sáng lên hào quang rực rỡ màu vàng, tràn lan ra bốn phía, bao trùm toàn thân Liễu Thạch. Liễu Thạch nguyên bản đang tò mò nhìn xung quanh, khi được kim quang bao phủ, thân thể như bị điện giật, đột nhiên chấn động ngồi thẳng tắp. Liễu Nhạc Nhi thấy vậy, trong lòng đồng thời nhảy dựng, có chút lo lắng, đồng thời cũng mang chút ít chờ mong. Chỉ thấy kim quang lưu chuyển quanh thân Liễu Thạch, mơ hồ bắt đầu ngưng tụ thành từng khối kim văn quỷ dị, đồng thời trong mắt cũng có chút ít kim quang thoạt nhìn có chút kỳ quái. Âm thanh ngâm tụng chú ngữ của Bạch Thạch Chân Nhân bỗng nhiên dừng lại, pháp quyết đột nhiên biến đổi, miệng hét lớn một tiếng. Chấn, kim quang vừa rồi còn lượn quanh thân thể Liễu Thạch bỗng nhiên ngưng tụ, dường như một tầng giấy vàng, vây hắn vào giữa. Xuyên thấu qua kim quang, có thể chứng kiến khuôn mặt Liễu Thạch nhân lại, lộ ra có chút thống khổ. Xì xì một tiếng nổ lớn, tám cây tiểu kỳ xung quanh trận pháp phát ra từng đợt ánh sáng mãnh liệt màu đỏ, Từng đạo xương mù màu xám đen chảy ra tụ tập vào bên trong pháp trận. Liễu Nhạc Nhi ở một bên thấy vậy, sắc mặt hơi đổi. Chẳng biết tại sao khi đám xương mù màu đen xuất hiện, nàng lại cảm nhận được một cảm giác cực kỳ không thoải mái. Đột nhiên, Liễu Thạch kêu lên một cách buồn bực, cơ mặt run rẩy một cái. A! À, liễu Nhạc Nhi không khỏi kinh sợ hô lên, nhưng lập tức lấy tay che miệng lại, sắc mặt trắng nhợt. câm miệng, nếu quấy rầy lão đạo thi pháp, người có gánh chịu được hậu quả sao? bạch thạch chân nhân nghiêm nghị quát lớn tay vẫn bắt quyết liễu nhạc nhi run lên không dám nói nửa câu nhưng vẻ kinh hoàng trong mắt lại không tiêu tan chút nào chỉ thấy chút hít sương mù kia như vật sống tạo thành từng cái xúc tu tùy ý bao phủ toàn thân liễu thạch tiếp theo lão đạo lại bấm niệm pháp quyết chú ngư âm trầm tiếp tục vang lên sương màu màu đen càng ngày càng nhiều càng ngày càng đậm trong sương mù thanh niên cao lớn có chút hoang mang vậy mà mí mắt sụp xuống chậm rãi nhắm hai mắt lại trực tiếp ngủ yên Lão đạo thấy vậy, mặt lộ vẻ vui mừng pháp quyết trong tay lần nữa biến đổi, há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, hóa thành từng điểm huyết quang, trực tiếp chui vào trong đám sương mù màu đen. Lập tức trong sương mù truyền tới một mùi máu tanh nồng đập, từng miếng huyết sắc phù văn điên cuồng hiện lên. Không đúng, liễu nhạc nhi thấy vật, sắc mặt biến đổi, trực giác mách bảo có điều gì đó không đúng, nhưng vì bị cảnh cáo trước đó, khiến nàng có chút trần chờ. Nhưng tại lúc này, sau khi lão đạo khẽ quát một tiếng. Đám sương mù màu đen bỗng nhiên từ từ hạ xuống, hóa thành một khối băng đen bao phủ thanh niên vào giữa. "Mau dừng lại, ngươi đang làm gì đó?" Liễu Nhạc Nhi rốt cuộc khẳng định Bạch Thạch chân nhân không có chữa trị cho Liễu Thạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nàng kêu to một tiếng, sải bước đi vào trong pháp trận. Hào quang trong tay lóe lên, một cái lúc lắc liền xuất hiện trong tay, nàng sẽ đánh nát khối băng để cứu người. Chương 10, nguy cơ, không chờ thiếu nữ kịp phát động pháp khí trong tay, tay áo lão đạo đã vung lên, miệng lão hô lên một tiếng, nhanh. Một đạo kim ảnh bắn ra với tốc độ nhanh như điện, chỉ thấy lóe lên một cái liền hóa thành một sợi dây thừng màu vàng óng, lập tức lao vụt tới quấn quanh, trói chặt thiếu nữ. Dầm, liễu nhạc nhi bị mất trụ, cả người đổ dầm xuống mặt đất. Lão tặc kia, rốt cục ngươi định làm gì hả? Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào bạch thạch chân nhân với ánh mắt căm hận, cơ thể nàng đang cố dẫy giụa, tuy nhiên sợi dây thừng màu vàng cứ như cảm nhận được những hành động của nàng, Kim quang lóe lên lập lòe, dây chói nghiến lại ngày càng chặt. A, à, sự đau đớn làm khuôn mặt thiếu nữ biến dạng, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đẹp, nàng cắn chặt răng để không hét to lên. Lúc này, hai tai nàng đột nhiên biến mất, trên đầu xuất hiện hai cái tai cáo nhọn trồi lên từ mái tóc đen. Một cỗ cấm lực mạnh mẽ truyền tới từ sợi dây thừng, phong bế toàn bộ pháp lực trong cơ thể nàng. Ha ha, làm gì hả? Con tiểu hồ ly này, ngươi cho rằng chỉ với một kiện pháp khí mà có thể giấu giếm chân thân trước mặt ta hả? đúng là mơ mộng hão huyền bạch thạch chân nhân liếc mắt nhìn thiếu nữ đang ngã trên mặt đất rồi nói bằng giọng điệu lạnh lùng xem ra ngươi đã nhận ra thân phận của ta từ sớm rồi trong lòng thiếu nữ đã cảm thấy run nhưng trên mặt vẫn thể hiện sự cứng rắn quật cường ha ha tới lúc này rồi mà ngươi còn hỏi mấy câu như vậy hồ tộc là một thế lực không nhỏ của yêu tộc ở linh hoàn giới ngươi lại được thất tiểu thư đưa về phủ ban đầu ta vốn định nhắm mắt làm ngơ bỏ qua cho ngươi nhưng mà có khối kẻ đang thèm muốn một món bảo bối đã hóa hình như vậy sau khi đáp lại vài câu bạch thạch chân nhân quay người nhìn về phía liễu thạch đang bị nhốt trong khối băng màu đen ánh mắt lão lộ rõ vẻ vẻ hưng phấn thèm thuồng ngươi ngươi định làm gì thạch đầu ca ca nhìn thấy vẻ mặt bạch thạch liễu nhạc nhi hỏi bằng giọng run run yên trí đi ta cũng không nỡ giết tên ca ca ngốc của ngươi tuy nhiên hắn là loại hồn linh thể trời sinh đã có thần hồn cường đại trăm năm hiếm gặp Tuyệt ở chỗ là thần thức lại đang bị thương nên mới si ngốc ngáo ngơ như vậy. Chỉ cần lão đạo dùng bí thuật tế luyện một chút, xóa bỏ toàn bộ thần trí còn sót lại của hắn, tin chắc rằng có thể tạo ra một hồn linh khôi lỗi có tiềm lực vô cùng to lớn. Bạch Thạch chân nhân vừa như trả lời, lại như tự nói với bản thân mình, khuôn mặt ngập tràn vẻ hả hê. Sau khi nghe xong, trên mép liếu nhạc nhi bỗng phun ra máu, hai con ngươi trong mắt bỗng lộ ra vẻ điên dại, một quầng ánh sáng màu đỏ máu quỷ dị hiện lên trên mặt cả người bật lên một cái thật mạnh miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ của dã thú hai con ngươi trong mắt lóe lên như hai ngọn lửa màu u lục một bộ lông màu trắng hiện lên trên cơ thể và ngày càng mọc dài ra mỗi cọng lông đều tỏa ra hào quang lấp lánh và vô cùng cứng rắn cả người nàng nhanh chóng giống như một con nhím trắng đang sù lông trên bộ lông đuôi đang chấp ẩn từng tia điện hồ màu trắng bộ lông trắng bỗng dựng đứng lên lập tức sợi dây chói được nới lỏng ra vài phần cái đuôi cũng sù lên tỏa ra hào quang màu trắng lấp lánh chiêu chiêu Chiêu, vô số sợi lông bắn ra như muôn vàn chiếc phi châm phát ra tiếng xé gió chói tai, đánh thẳng tới khối băng màu đen. Muốn chết, Bạch Thạch Chân Nhân liền xoay người lại, miệng quát to, đồng thời tay vung lên tế ra một tấm khiên màu đen, một luồng sáng đen bắn ra với tốc độ cực nhanh, vừa kịp vượt qua đám phi châm lông cáo, lao tới che chắn khối băng màu đen. Tấm khiên xuất hiện rồi phình to nhanh chóng, che lấp khối băng đen ở phía sau. Âm, 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 một loạt âm thanh vang lên đám phi châm bằng lông cáo đập thẳng vào tấm khiên đen tấm khiên chỉ bị rung lắc một hồi cuối cùng đã ngăn chặn toàn bộ phi châm nhìn thấy vậy luồng sáng xanh trong mắt liễu nhạc nhi lóe lên nàng đang định sử dụng chiêu khác đúng lúc này sợi dây thừng màu vàng bỗng phát ra kim quang rực rỡ lực trói chặt như tăng lên gấp đôi cả sợi dây xiết lại ép đám lông trắng xuống bề mặt sợi dây lóe lên từng đạo kim quang hóa thành từng cái châm sắc nhọn dài cỡ ngón tay đâm sâu vào cơ thể nàng a à máu tươi nhanh chóng tuôn ra nhuộm đỏ cả bộ lông trắng. Tuy nhiên nàng vẫn cắn răng chịu đựng, mặc cho máu chảy như rót, nàng dùng hết toàn lực quất mạnh đuôi một lần nữa. Chiêu, 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 một đám phi châm bằng lông lại bay vụt ra, lần này đám phi châm bay tới từ bốn phía như tiên nữ tán hoa, lao thẳng tới khối băng màu đen. Tấm khiên màu đen tuy có khả năng phòng ngự rất mạnh nhưng gặp đám phi châm bằng lông lao tới từ khắp bốn phía thì cũng phải bó tay. Yêu nghiệt, sao ngươi dám, bạch thạch chân nhân quát lên tức giận rồi há miệng phun ra một luồng sáng đen đó là một thanh phi kiếm hình dạng con rắn được bao phủ trong tầng hắc quang nó lóe lên rồi lao thẳng tới phía trên khối băng màu đen vù vù phi kiếm xoay một vòng trên không huyễn hóa ra từng đạo kiếm khí màu đen rồi hóa thành một màn kiếm ảnh bao trùm khối băng tấm khiên đen cũng phát ra hòa quang đại thịnh phình to ra gấp ba lần phối hợp cùng màn kiếm ảnh bảo vệ khối băng những âm thanh lang keng như tiếng kim loại va chạm vang lên liên tục Phần lớn đám phi châm bằng lông bị tấm khiên và màn kiếm ảnh chặn lại, tuy nhiên vẫn có một số xuyên qua màn kiếm ảnh, đánh mạnh vào bề mặt khối băng màu đen. Khối băng chấn động mạnh, trên bề mặt xuất hiện nhiều lỗ thủng, vài vết nước bắt đầu xuất hiện rồi lan rộng nhanh chóng. Đúng lúc này, một bóng người lóe lên, thân ảnh Bạch Thạch Chân Nhân hiện ra bên cạnh khối băng, hai tay lão vung lên, một đám hắc khí lớn cuồn cuộn bay ra từ hai tay áo, một phần chui vào bên trong khối băng, còn đại bộ phận ngưng tụ thành một lớp bảo vệ bao phủ toàn bộ khối băng mấy vết nứt đang lan rộng lập tức ngưng lại rồi nhanh chóng khép kín lại như cũ, chỉ sau thời gian mấy hơi thở thì khối băng màu đen đã khôi phục nguyên trạng. Sau một tiếng thở phào, Bạch Thạch Chân Nhân quay lại nhìn Liễu Nhạc Nhi bằng ánh mắt vô cùng giận dữ. Lúc này, thiếu nữ đang nằm sóng xoài trên mặt đất với vẻ mặt không cam tâm. Bộ lông cáo màu trắng trên người nàng đã biến mất, khí tức thì suy yếu, hiển nhiên là do hai đòn tấn công liên tiếp vừa rồi đã làm cho nguyên khí của nàng bị tổn hao gần hết. Đúng là ta đã có phần xem thường nhà ngươi. Bạch Thạch chân nhân cất giọng lạnh lùng, vừa rồi nếu như lão chỉ chậm một tích tắc thì sợ rằng khối băng màu đen đã bị Liễu Nhạc Nhi phá vỡ. Nói xong lão vung mạnh tay lên, một cái xích màu đen hiện ra trong tay rồi lao thẳng tới Liễu Nhạc Nhi. Thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ lập tức bị đánh tung lên, va và mạnh vào bức tường của mật thất, miệng nàng ộc lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người ngã vật ra mặt đất. Toàn thân nàng nhuộm máu, tóc tai bù xù, sắt mặt tái nhợt không chút huyết sắc, nhìn qua đã thấy vô cùng thê thảm. Nếu Bạch Thạch Chân Nhân không có ý định bán nàng thu về linh thạch thì một kích vừa rồi đã đoạt mạng nàng. Thạch đầu ca ca, Liễu Nhạc Nhi gắng sức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía khối băng nhốt Liễu Thạch, miệng thì thầm vài chữ, cả người run lên một cái rồi ngất đi. Bạch Thạch Chân Nhân thấy vậy chỉ lẳng lặng vung tay ném ra một tấm phù lục bay tới mặt đất xung quanh chỗ Liễu Nhạc Nhi đang nằm. Phù lục phát ra một đám hắc quang rồi ngưng tụ thành một quang cầu nhốt Liễu Nhạc Nhi ở bên trong. Làm xong hết thảy, lão đạo mới quay người ngắm nghía khối băng màu đen trên mặt lộ rõ vẻ đắc chí, nở nụ cười tươi. không bao thượng nhân, quế yêu tử, chờ tới lúc ta luyện thành hồn linh khôi lỗi, lúc đó các ngươi lấy gì ra đấu với ta? nụ cười vụt tắt trên môi bạch thạch thượng nhân, hai tay lão vung lên, tám miếng phủ lục bay ra rồi rơi xuống mặt đất xung quanh khối băng màu đen. ầm, um, một đám hắc quang lớn tỏa ra từ tám miếng phủ lục tạo thành một pháp trận nâng cả khối băng lên cao chừng một xích. lão đạo thấy vậy liền lật tay lấy ra một cái hổ lô màu đen. Trên mặt hồ lô có khắc những phù văn màu xanh ra trời, phát ra ánh sáng nhàn nhạt u lãnh, bên trong phát ra những âm thanh của chất lỏng đang sóng sánh. Lão mở nắp rồi nghiêng hồ lô xuống, một đám chất lỏng đen như mực chảy ra, một mùi xú uế nồng nặc lập tức tỏa ra. Trong đám chất lỏng kia có thể thấy những quang điểm lấp lánh màu đen, tựa như vô số sinh vật còn sống không ngừng ngọ nguậy. Chương 11: Thức tỉnh. Vẻ mặt bạch thạch chân nhân trở nên nghiêm nghị, tựa như vô cùng cẩn trọng khi dùng chất lỏng màu đen kia. Lão phất ống tay tạo thành một đoàn hắc quang bao trùm lên đám chất lỏng rồi đưa chúng tới khối băng màu đen. Chất lỏng vừa chạm vào bề mặt khối băng liền lập tức thấm vô trong, khối băng màu đen vốn dĩ trong suốt lúc này đen kịt hơn, khó có thể nhìn thấy mặt thanh niên bên trong. Trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng, lão đạo thu hồi hồ lô rồi khoanh chân ngồi xuống. Chất lỏng kia được lão luyện chế từ hơn chục loại nguyên liệu quý hiếm, có tên là Hắc thi hủ hồn thủy, nó có khả năng xâm nhập vô thần thức của tu sĩ làm suy yếu thần hồn, đúng là vô cùng âm độc. Hai tay bạch thạch chân nhân bấm niệm pháp quyết, những quang điểm màu đen bên trong khối băng như nhận được lệnh điều khiển, một bộ phận nhỏ bắt đầu từ từ xâm nhập vô đầu liễu thạch. Ý định của lão là mỗi lần chỉ dẫn động một chút hắc thi hủ hồn thủy, từ từ phế bỏ thần trí của thanh niên, làm như vậy sẽ hạn chế tối đa khả năng phản phệ, đảm bảo cẩn trọng không chút sơ hở. Mấy quang điểm vừa chạm vào da đầu thanh niên liền lóe lên rồi chui ngay vào trong. Không những thế, toàn bộ quang điểm bên trong khối băng bỗng dao động liên hồi dường như chúng không còn nhận lệnh điều khiển nữa mà đang lao thẳng tới người thanh niên rồi chui hết vô trong không hay rồi lão đạo biến sắc bấm niệm pháp quyết một cách điên cuồng như muốn điều khiển lại đám quang điểm kia nhưng tất cả đã quá trễ trong chớp mắt toàn bộ đám hắc thi hủ hồn thủy đã biến mất tuy nhiên cơ thể thanh niên trong khối băng cũng không có gì thay đổi cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy chuyện quái gì vậy hắc thi hủ hồn thủy của ta đâu mất rồi bạch thạch chân nhân đứng bật dậy trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ đồng thời lão thả ra thần thức dò xét khắp người liễu thạch tuy nhiên dù lão cố gắng đến mấy thì cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường lão giả nhìn chằm chằm về phía liễu thạch sau khi hít vô một hơi thật sâu vẻ hoảng sợ trên mặt đã biến mất lão trao mày lại trên người tên kia không hề có chút chấn động của pháp lực chắc chắn không phải tu sĩ chẳng lẽ trước đây đã từng được phục dụng một loại thiên địa linh dược nào đó hoặc có dị bảo hộ thân thì vừa rồi mới có thể khắc chế được khắc thi hủ hồn thủy của ta những suy đoán xuất hiện liên tục trong đầu lão giả ánh mắt lão nhìn về phía trước ngực ngay dưới cổ thanh niên ở đó bỗng lờ mờ xuất hiện một quầng sáng màu xanh sẫm đang chấp chấp lão đạo có vẻ phân vân ý định giải thoát thanh niên khỏi khối băng mới xuất hiện trong đầu liền dần ngay lại dù sao pháp trận này đã được kích phát rồi đâu thể bỏ ngang một cách dễ dàng như vậy sau một hồi trầm ngâm lão lật tay lấy ra một cái hồ lô màu xanh biết rồi phất tay áo đánh ra một đạo pháp quyết một đám ánh sáng xanh lóe lên trên miệng hồ lô hơn chục con trùng màu xanh lá bay vèo ra. Mỗi con trùng dài cỡ nửa xích, to bằng sợi tóc, vừa bay ra đã phát ra những tiếng kêu chi chi, chúng lập tức hóa thành từng đạo lục quang chui vào khối băng rồi nhắm thẳng tới đỉnh đầu thanh niên, định chui vô trong. Những âm thanh cọt kẹt quái dị truyền ra từ trong khối băng. Đám trùng màu xanh dù rất nỗ lực cũng không có cách nào chui vào đầu thanh niên. Trên đầu Liễu Thạch dường như có một cỗ lực lượng vô hình nào đó đang cản trở đám trùng, không cho chúng chui vô. Bạch Thạch chân nhân biến sắc, lộ rõ vẻ hoài nghi hừ ta không tin là không thể đối phó với một tên đần như ngươi sau một hồi trầm mặc trên mặt lão lộ rõ vẻ tàn ác điên cuồng lão phất tay áo thu hồi đám trùng vô trong hồ lô sau đó khẽ cắn răng miệng tụng lẩm bẩm một đạo ánh sáng xám từ trên người lão bay lên trên đỉnh đầu rồi biến thành một cây quạt nhỏ màu xám cây quạt đang to ra không ngừng phía trên cây quạt có khắc chí chít nhiều tầng phù văn cấm chế mới nhìn vô hoa cả mắt tuy nhiên đám phù văn lúc này không hề phát ra chút ánh sáng nào. Bạch Thạch chân nhân cắn lưới, phun ra một ngụm máu vào cây quạt, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo hắc quang lập tức chui vào trong cây quạt xám, mặt cây quạt liền sáng rực lên, những phù văn bắt đầu phát sáng tạo thành một quầng sương mù màu xám. Âm thanh vù vù phát ra, cây quạt biến to ra thành cỡ gần trượng, từng đạo ánh sáng lóe lên tạo thành những hư ảnh khô lâu bay vụt ra, tổng cộng có 7, 8 cái, mỗi cỗ khô lâu đều mang tới cảm giác ớn lạnh, chúng ầm ầm đánh thẳng về phía liễu thạch ở trong khối băng những thanh âm của bách quỷ giả dạ hành lập tức vang vọng khắp mật thất hai mắt bạch thạch chân nhân lúc này đã xuất hiện đầy những tia máu lão nhìn chằm chằm vào mấy hư ảnh khô lâu kia đúng lúc này xuất hiện một cảnh khủng khiếp ngay thời điểm đám khô lâu chuẩn bị đâm vào bề mặt khối băng cái bóng của thanh niên in trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện những gợn sóng lăn tăn thật quỷ dị ngay sau đó một cái gì đó màu đen kịt bay ra sau khi xoay tít một vòng trên không nó hóa thành một cái đầu lâu ác quỷ vô cùng dữ tợn, mặt xanh nhanh vàng, phía đỉnh đầu có hai cái sừng. Cái đầu lâu ác quỷ to cỡ cái chậu rửa mặt, miệng nó phát ra những tiếng cười quái dị không ngừng, hai ngọn lửa xanh trong mắt chấp động liên hồi, sau khi liếc qua đám khô lâu một cái, nó há miệng phun ra một đoàn ngân quang. Phốc, phốc, đám hư ảnh khô lâu dường như gặp đúng khắc tinh, chúng không thể né tránh đám ngân quang đang lóe lên, tất thảy bị cuốn vào bên trong đám ngân quang rồi chui cả vào miệng của đầu lâu ác quỷ kia. Đầu lâu ác quỷ sau khi xử lý xong chuyện thì chép chép cái miệng đầy răng manh lởm chởm, có vẻ nó vẫn chưa đã thèm, hai ngọn lửa xanh trong mắt lóe lên một cái rồi nó bỗng xoay mình, phun ra một đám vũ khí màu xanh đen xuống phía dưới rồi từ từ biến mất dạng. Đám vũ khí màu xanh đen bay tới đầu thanh niên rồi lẳng lặng chui sạch vào bên trong. Mọi diễn biến xảy ra vô cùng nhanh, Bạch Thạch chân nhân còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã xong. Chuyện này lão tự thấy từ khi kết đàn tới giờ kiến thức cũng tương đối rộng vậy mà khi chứng kiến sự việc quái dị trước mắt thì cũng chỉ biết trợn mắt há mồm chẳng hiểu vuông tròn chi hết đúng lúc này những tiếng tạch tạch liên tục vang lên bề mặt khối băng màu đen bỗng xuất hiện hàng loạt vết nứt hai mí mắt của thanh niên cao lớn ở trong khối băng bỗng giật giật rồi hắn từ từ mở mắt ra hai mắt hắn đã trong hơn rất nhiều chứ không mở đục như trước sau khi quét ánh mắt một vòng hắn khẽ trao mày rồi lắc nhẹ hai vai ầm um, một tiếng động lớn vang lên, cả khối băng nổ tung từ trong ra ngoài tạo thành một cơn mưa những mảnh băng vụn màu đen, rơi xuống mặt đất ầm ầm. Thanh niên cao lớn ngẩng đầu nhìn lão đạo, ánh mắt hắn lóe lên như đang định nói điều gì đó, nhưng đột nhiên sau đó, hai mắt hắn lại bị mờ đục, hai tay ôm đầu hét lên một tiếng thê thảm. Trong cơ thể hắn truyền ra những thanh âm lốp xốp của xương cốt, chân tay phình to ra, trong nháy mắt cả người đã phình ra gấp mấy lần, trên da nổi lên những vảy lân màu vàng to cỡ đồng tiền, trên cổ, má cũng đều xuất hiện đám vảy. Đám vảy như làm bằng vàng ròng, phát ra hàn quang lạnh lẽo, nhìn liếc qua đã thấy vô cùng cứng rắn, khó có thể phá vỡ. Bạch Thạch chân nhân lúc này trợn mắt há hốc mồm, trong đầu thầm nghĩ dù chuyện gì mới xảy ra thì cũng là chuyện không ổn, sự tình đã vượt khỏi tầm khống chế của lão. Sau khi chấn tĩnh lại, vẻ mặt của lão lại hóa thành vẻ tàn ác, lão cắn lưỡi phun ra một ngụm máu tươi trụi vào trong cây quạt. Hào quang lại tỏa ra từ bề mặt cây quạt màu xám, đám phù văn lúc này chuyển động như những vật sống, sau những chấn động liên tiếp, nó bất ngờ hóa thành một con rết màu xám dài năm, sáu trượng. Lão đạo vỗ vào túi chữ vật ở bên hông, bảy, tám quả cầu đen nhánh bay vụt ra, trên mặt cầu tỏa ra hắc khí lượn lờ, tỏa ra một mùi xú uế, không hiểu đó là vật gì. Con rết màu xám kêu lên tê tê tỏ vẻ vui sướng, cái miệng to há ra, đấp chọn mấy quả cầu nuốt vô bụng, bộ giáp xác bên ngoài của nó lập tức xuất hiện từng mảng màu đen lan nhanh rộng ra nhanh chóng, trong nháy mắt cả người nó đã biến thành đen bóng, cứ như là được đúc bằng vàng đen vậy, mỗi bộ phận cơ thể đều sáng loáng, có vẻ rất dư tợt. Con rết kêu to với vẻ hưng phấn, đôi mắt nó phát ra ánh sáng đỏ rực, cơ thể to lớn khẽ đi lại trong sơn động, một chân nó như lưỡi liềm chém thử vào vách núi, kết quả là vách núi cứng rắn như vậy mà bị chém dễ dàng như chém đậu hũ, tạo thành từng rãnh sâu hóm. Xung quanh vết chém hóa thành màu đen kịt, phát ra một mùi sủ uế, đương nhiên là có kịch độc ở chân. Lên, giết hắn đi, Bạch Thạch chân nhân chỉ tay về thanh niên cao lớn là Liễu Thạch đang đứng trước mặt, miệng quát lên một tiếng. Chương 12, ta là Hàn Lập, rết đen rít lên một tiếng, thân mình lắc lư một cái rồi hóa thành một bóng đen lao tới trước thân thể kia. Nó há rộng miệng, lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn như những chiếc dao găm, toát ra hàn khí khiếp người, cắn thẳng vào bả vai Liễu Thạch. Thanh niên cao lớn vẫn ôm đầu kêu thảm thiết, không chút để ý đến tình hình xung quanh. Răng rắc một tiếng, bả vai thanh niên liền bị ngô công cắn một cái. Bạch Thạch chân Nhân thấy thế, khóe miệng lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Lão hiểu rất rõ sự lợi hại của con rết này, pháp khí bình thường cũng có thể bị nó cắn đứt dễ dàng. Huống hồ điểm lợi hại nhất của con rết này chính là kịch độc trên người nó. Độc này có thể ăn mòn linh tính, kiến huyết phong hầu. Nhưng một khắc sau, nét tươi cười trên gương mặt lão đạo đã ngưng lại. Yêu rết đột nhiên hét thảm lên một tiếng, cái miệng của nó buông lỏng, bên trong có máu tươi chảy ra, từng chiếc răng sắc nhọn đều đã vỡ vụn thế nhưng lân phiến màu vàng trên bờ vai thanh niên áo xanh không hề lưu lại dù chỉ một vết xước. Hắc sắc ngô công tuy bị trọng thương, nhưng hung tính của nó vì vậy mà được khơi dậy. Sau khi kêu thảm một tiếng, thân hình nó cuộn lên như một con độc xà quấn chặt thanh niên vào bên trong, cái bụng sắc bén trương lên, thừa cơ cắt xuống một cái. Leng keng leng keng, tia lửa tung tóe, lân phiến trên người thanh niên vẫn không tổn hao chút nào. Lão đạo thấy thế, hai tròng mắt thiếu chút nữa đã rớt xuống. Đúng rồi, ta nhớ rồi, ta, ta là Hàn Lập, đệ nhất tu sĩ nhân tộc, đệ nhất đại thừa của linh giới. Tiếng kêu thảm thiết của thanh niên bỗng ngưng lại, cái đầu đang cúi gằm chợt ngẩng lên, giống to một tiếng, ánh mắt của hắn hết sức thanh minh, không còn mê man chút nào nữa. Hắn chính là người mà năm đó đã trải qua trăm cây ngàn đắng mới có thể từ linh giới phi thăng lên tiên giới Hàn Lập. Hàn Lập cũng chẳng thèm nhìn con ngô công quấn trên người mình, cánh tay hắn chỉ khẽ động, lập tức một bàn tay trông như cương xoa đâm thẳng vào trong cái lưng nhìn như rất cứng rắn của ngô công. Hắn hơi khẽ dụng lực, liền dễ dàng kéo hắc sắc ngô công từ trên thân mình ra. Hắc sắc ngô công liên tục hít khả mấy tiếng, dốc sức liều mạng vặn mình nhưng căn bản vô pháp dẫy dụa. Phanh một tiếng, năm ngón tay của thanh niên đâm vào trong thân thể ngô công chỉ khẽ rung lên, tỏa ra một cỗ man lực chấn động vô hình. Dết đen gào thét thảm thiết một tiếng, sau chấn động vô hình đó thì thân hình nó rũ xuống, vô lực dẫy ruộng xoẹt cánh tay kia của hàn lập cũng đâm vào thân thể ngô công cả hai tay đồng thời phát lực trực tiếp xé cự trùng trong tay thành hai đoạn rồi tiện tay ném đi hai đoạn thân thể tàn phế của ngô công vặn vẹo một hồi sau đó hóa thành hai mảnh quạt nhỏ bị tàn phá linh quang bên ngoài biến mất hiển nhiên nó đã hoàn toàn bị hủy những động tác liên tiếp này nhanh như tốc độ ánh sáng tất cả phát sinh chỉ trong nháy mắt bạch thạch chân nhân ngơ ngác đứng tại chỗ cái miệng đang há hốc trong lúc nhất thời không cách nào khép lại được lúc này hàn lập mới quay đầu nhìn lão một cái lão đạo tiếp xúc với ánh mắt băng lãnh của thanh niên đối diện trong lòng giật thót một cái trái tim như chìm vào trong hầm băng cả người run rẩy sợ hãi vây hắn lại ta sau khi bạch thạch chân nhân biến sắc bỗng hắn hét lên một tiếng hai tay bấm niệm pháp quyết pháp trận màu đen trong mật thất lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ thanh âm ông ông nổi lên một đám sương mù màu xám đen lần nữa điên cuồng lao tới thanh niên cao lớn cùng lúc đó lão đạo giơ tay áo lên một chiếc phi toa màu trắng nhạt bay ra, nâng hắn lên rồi xoay một cái, lao về phía đại môn, bộ dạng muốn bỏ trốn mất dạng. Muốn đi, Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, lân phiến màu vàng trên cánh tay chợt ánh lên hào quang, rồi tung một quyền đánh xuống mặt đất. Oanh, đá vụn dưới đất tung tóe khắp nơi, lộ ra một cái hố to, pháp trận màu đen đã không còn bóng dáng, toàn bộ xương mù cũng tiêu tán không còn sót lại chút gì. Bạch Thạch chân nhân nghe được thanh âm pháp trận sau lưng vỡ vụn, thân thể run lên một cái. Có điều lúc này lão đã chạy đến bên cạnh đại môn sơn động, sắp sửa phá cửa chạy được ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, bỗng có một bóng người nhoáng lên một cái chắn trước cửa đá, ngay sau đó có một tiếng nổ đùng vang lên. Vèo một tiếng, lão đạo như một chiếc bao tải bị đánh bay ra ngoài, đâm đầu vào bức tường đá gần đó, phát ra một tiếng ẩm vang thật lớn. Học, bạch thạch chân nhân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, quể hoài té ngã trên mặt đất, khuôn mặt đầy sợ hãi, phi toa dưới chân không biết đã bay đi nơi nào phía trước đại môn, Hàn Lập đứng thẳng người, chậm rãi thu hồi quyền trái. Thân ảnh của hắn nhoáng lên một cái, liền xuất hiện trước mặt Bạch Thạch chân nhân một cách đầy quỷ mị, ánh mắt lạnh lùng quan sát đối phương. Tiền bối tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, kính xin người khoan hồng độ lượng. Tiểu nhân nguyện ý dâng tặng toàn bộ gia sản cho tiền bối. Toàn thân Bạch Thạch chân nhân run rẩy, miến cưỡng đứng lên, gỡ túi chữ vật bên hông ra, dâng lên trước mặt thanh niên, rồi cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ vẻ mặt thanh niên cao lớn không chút biểu tình, cũng không nhìn túi chữ vật chút nào. Ngoại trừ những thứ này, tiểu nhân còn có một ít chân bảo đặt ở chỗ khác, tất cả đều có thể hiến cho tiền bối. Tiểu nhân chính là khách khanh của phủ tể tướng, còn biết cả tàng bảo các của phủ tể tướng, chỉ cần tiền bối gật đầu, vãn bối lập tức dâng toàn bộ thứ này cho tiền bối. Bạch thạch lão đạo thấy đối phương không lên tiếng, trong lòng căng thẳng, tiếp tục cầu khẩn. Vì mạng sống, lão đành bất chấp tất cả. Hàn lập nghe vậy, vẻ mặt hiện lên một tia khác thường, tựa hồ đã bị lời của đối phương đánh động, kim quang trên thân cũng thu liếm lại. Lão đạo thấy vậy thì đại hỉ, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói tiếp thì Hàn Lập đã bất chợt đưa tay ra hướng dưới thân hút một cái, một đoàn hắc khí từ trên thân hắn bay ra, rồi hắn lật tay bắn đoàn hắc khí ấy vào gương mặt lão đạo, sau đó đoàn hắc khí đã biến mất không thấy. Tiền bối tha mạng, lão đạo trong lòng hoảng hốt, vội vàng dò xét tình huống trong thân thể mình nhưng không tài nào phát hiện được chút dị thường, điều này khiến lão càng sợ hãi hơn ngươi yên tâm ta tạm thời sẽ không giết ngươi đây cũng là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi chỉ cần hàn mỗ khai động tâm niệm đoàn hát sát trong người ngươi sẽ lập tức nổ tung hậu quả là gì thì ngươi biết rồi đó mặt khác ta đã nhớ lại mọi thứ ta không phải họ liếu mà là họ hàn hàn lập thản nhiên nói thân thể cao lớn cũng bắt đầu có rút lại đồng thời lân phiến trên thân cũng nhanh chóng biến mất vẻ mặt bạch thạch chân nhân xám như cho tàn bất quá nghe được Hàn Lập sẽ không lập tức giết hắn, trong lòng hắn liền thở ra một hơi, miệng liên tục vâng vâng giả dạ giả. Dạ. Phanh, Hàn Lập túm lấy cổ áo lão đạo, nhấc bổng hắn lên, đồng thời ngón trỏ điểm lên mi tâm, trên đầu ngón tay bắn ra một cỗ hắc quang, chui vào mi tâm lão đạo. Tiền bối, Bạch Thạch chân nhân vô cùng hoảng sợ, cho rằng đối phương lật lọc. Có điều lời chưa nói hết, ánh mắt của lão đã trở nên mờ mịt. Khóe môi Hàn Lập khẽ nhếch lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch một lúc lâu sau hắn thở ra một hơi ngón tay hơi động hắc quang trên đầu ngón tay liền tiêu tán đôi mắt lão đạo đảo quanh một vòng sau đó lâm vào hôn mê hàn lập phất tay quảng bạch thạch chân nhân xuống đất hít sâu vài hơi lúc này sắc mặt mới khôi phục lại nhưng gương mặt hắn đầy vẻ âm tình bất định vừa rồi hắn đã thi triển siêu hồn thuật từ chỗ bạch thạch chân nhân tra xét được những sự tình mà mình muốn biết ánh mắt hàn lập khẽ chuyển dừng lại trên người liễu nhạc nhi đang hôn mê dưới đất trong mắt hắn hiện lên một tia ôn nhu. Sợi dây thường màu vàng trên thân nàng không còn pháp lực trèo trống, đã tự động thả lỏng, thể nhưng vẫn bị màn hào quang màu đen bao bọc. Thân hình hàn lập lóe lên, xuất hiện bên cạnh liễu nhạc nhi, cánh tay giơ lên, đấm ra một quyền. Hào quang màu đen răng rắc vỡ vụn, hàn lập nhìn thân thể trồng chất vết thương của thiếu nữ, thở dài một hơi, sau khi do dự một chút, hắn mới bấm niệm pháp quyết, há mồm phun ra một ngụm thanh khí mỏng manh, nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể liễu nhạc nhi. Khuôn mặt tái nhợt của Liễu Nhạc Nhi dần trở lên hồng nhuận, vết thương trên người dùng mắt thường cũng thấy được đang nhanh chóng khôi phục. Tiểu nha đầu, mấy năm qua cũng thật vất vả cho ngươi rồi. Có điều cứ như vậy, phần pháp lực ít ỏi còn lại của ta sẽ càng bị tiêu hao. Hàn Lập nhìn xuống cô bé, lẩm bẩm một câu, sau đó hắn đến bên người Bạch Thạch chân nhân, cầm lấy túi chữ vật của đối phương, hai tay mạnh mẽ xé rách, lập tức từ trong túi chữ vật rơi ra một đống đồ vật. Mấy thứ này phần lớn là tài liệu, nhưng cũng có một ít đan dược. Hàn Lập cẩn thận quan sát một chút, thuận tay lấy ra hai chiếc bình, đổ ra được một viên đan dược màu xanh cùng một viên đan dược màu đỏ, cẩn thận cho vào miệng Liễu Nhạc Nhi. Chương 13: Ma quang. Hàn Lập quan sát thấy hơi thở của Liễu Nhạc Nhi đang dần đều đặn, khí tức cũng đã ổn định, lúc đó hắn mới an tâm ngồi xuống. Sau đó hắn thò tay vô trong ngực áo lục lọi rồi móc ra cái vật trang sức vẫn thường đeo trên cổ, đó là một cái bình nhỏ thon dài màu xanh nhạt. Trên thân bình có những hoa văn màu xanh lá rất sống động, tinh tế. Tay Hàn Lập vuốt ve cái bình một cách nhẹ nhàng, một cảm giác rất quen thuộc ập về, trong lòng hắn trào dâng cảm xúc gì đó. Sau một hồi trầm ngâm, sắc mặt hắn hơi xa sầm lại, hắn cất cái bình rồi hắn giọng quát lên một tiếng, ma quang. Sơn động yên lặng không hề có tiếng động nào khác ngoài tiếng vọng cộng hưởng của giọng nói Hàn Lập do đập vào vách đá. Nhưng sau đó một lát, cái bóng của hắn in trên mặt đất bỗng nổi lên một hồi ba động như đang dài thêm mấy phần. Một loạt âm thanh rào rào vang lên một bóng người đen thui chui lên từ phần kéo dài của cái bóng rồi từ từ đứng dậy. Bóng người kia vẫn y phục màu đen, da thịt cũng đen như mực, khuôn mặt có vài nét hao hao giống hàn lập, mái tóc đen không buộc gọn lên mà rủ lòa xòa xuống vai, trên người phát ra một luồng khí tức suy yếu. Lâu lắm rồi mới thấy hàn đạo hiểu, bóng người kia nhìn hàn lập rồi mở lời với giọng điệu còn hơi đơ đơ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ma quang? Sao bộ dạng nhà ngươi lại biến thành thế này? Hàn lập trao mày lại, hắn hơi gần giọng không rõ, ta cũng mới thức tỉnh sớm hơn ngươi vài năm thôi. Khi ta tỉnh lại đã phát hiện linh tính gần như mất sạch, chỉ còn lại một đám tàn hồn. Cũng vì đã ký kết khế ước thiên ma nên ta cũng chỉ còn cách trốn trong cơ thể ngươi, nếu không được ngươi triệu hoán hoặc gặp tình huống có kẻ tấn công làm thương tổn ngươi thì ta cũng không có cách nào hiện thân ra ngoài. Giọng điệu của nam tử đen thui vẫn không đổi, hắn đáp lời giống như một cái máy vậy. Ngươi có nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước khi bị rơi vào tình trạng ngủ say không? Sau một hồi trầm ngâm, Hàn Lập hỏi tiếp, những chuyện lúc trước khi người phi thăng thì ta đều nhớ rõ từng chi tiết, nhưng sau khi phi thăng thì ta chỉ nhớ người cùng với gã tiên nhân tên là Cao Thăng cùng rời khỏi phi tiên đài, sau đó thì ta không nhớ gì hết. Nam tử đen thui trả lời một cách từ tốn, đúng vậy, ký ức của ta và ngươi đều dừng lại ở thời điểm rời khỏi phi tiên đài. Xem ra muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành coi chuyện gì đã xảy ra thì chỉ còn cách tìm gã cao thăng kia. Tuy nhiên tình hình hiện tại của chúng ta cũng không ổn lắm, theo những tin tức vừa thu được từ việc siêu hồn, ta và ngươi đang ở một hạ giới trực thuộc tiên vực Bắc Minh có tên là Linh Hoàn Giới. Hơn nữa đã 300 năm trôi qua rồi, như vậy chúng ta đã bị mất trí nhớ suốt 300 năm qua. Hàn Lập vừa chớp mắt vừa nói, đúng là không ổn chút nào. Hàn Đạo Hữu có kế sách gì chưa? Nam tử tên là Ma Quang kia hỏi một câu với vẻ ngáo ngơ. Tuy ngươi chỉ còn một đám tàn hồn, nhưng nguyên bản vốn là do thiên ngoại ma đầu biến thành, bao nhiêu thần thông khi xưa cũng phải còn tí chút chứ. Hàn Lập khẽ trao mày rồi hỏi ngược lại. Pháp lực của ta lúc này còn lại không tới 2, 3%, thần thông cũng mất đi 8, 9 phần 10 rồi, giờ chỉ có khả năng thi triển một vài bí thuật cấp thấp thôi. Ma Quang trả lời bằng vẻ cay đắng. Hàn Lập nghe vậy, khuôn mặt lại có cảm giác nhẹ nhõm hơn. Hắn gật đầu rồi nói, cha, so với dữ liệu của ta thì như vậy vẫn còn tốt chán. Tình hình của ta cũng chả có gì khá hơn ngươi đâu. Ta mới kiểm tra một vòng, phát hiện bao nhiêu pháp bảo, đan dược trước kia, cả pháp lực cũng chỉ còn rất ít, cơ thể và thần hồn cũng đã từng bị trọng thương, hiện nay chưa bằng một phần mười lúc đỉnh phong. May là ta đã tỉnh táo lại, giờ chỉ cần tìm những linh dược phù hợp rồi vận công điều dưỡng, có lẽ sẽ khôi phục nhanh thôi. Còn nữa, theo như khí ước linh hồn với giải đạo nhân và phế kim trùng vương thì ta vẫn cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, tuy nhiên chính xác đâm ở đâu thì lại không rõ, đành chờ sau này thu hồi lại sau vậy. Như vậy xem ra hàn đạo hữu gặp rắc rối to rồi muốn tìm ra gã cao thăng thì trước tiên phải quay lại tiên vực Bắc Minh. Nếu ta nhớ không nhầm thì từ hạ giới trực thuộc phi thăng lên tiên giới tuy dễ dàng hơn nhiều nhưng vẫn cần phải có điểm phi tiên đài tiếp dẫn, và còn phải có đại pháp lực hộ thân mới có thể cưỡng ép phá vỡ giới diện. Ma Quang suy nghĩ một hồi rồi nói, việc trở lại tiên giới cũng không cần vội vàng, còn nhiều thời gian để tính toán. Tuy nhiên có thể khẳng định một điều chắc chắn, kẻ hại hàn mỗ ra nông nỗi này cho dù là bất kỳ ai thì về sau ta cũng phải gặp hắn nói chuyện phải trái hàn lập đáp lời bằng giọng lạnh lùng tuy thần sắc hắn vẫn bình tĩnh như không nhưng lời nói chắc như đinh đóng cột thấy vậy ma quang cũng không nói thêm ma quang đạo hữu có muốn rút lại ý định tiếp tục theo hàn mỗ hay không ngươi nhìn thấy rồi đó tình cảnh của ta lúc này rất thê thảm nếu ngươi muốn bỏ đi thì ta cũng không cản đạo hữu còn thử ma mỗ làm gì tuy rằng linh tính của ta bị hủy gần hết chỉ còn một đám tàn hồn nhưng khế ước thiên ma vẫn còn nguyên hiệu lực tình trạng của ta lúc này lại càng không có đủ năng lực để vi phạm khế ước với tình hình hiện nay của ta, rời bỏ đạo hữu còn gặp nguy hiểm nhiều hơn. Ma Quang trả lời như một cái máy, tốt lắm, đạo hữu đã nói vậy thì ta cũng không bạc đãi người đâu, chỉ cần ta khôi phục lại toàn bộ pháp lực thì nhất định sẽ nghĩ cách tu bổ lại toàn bộ thần hồn linh tính cho đạo hữu. Lúc này việc đầu tiên cần làm là phải thu thập ngay ít tài nguyên và tin tức ở dưới này, coi làm cách nào khôi phục lại pháp lực. Nghe vậy, Hàn Lập nở nụ cười trên môi, đạo hữu cứ toàn quyền làm chủ mọi chuyện hiện giờ ta cũng không nên hiện thân ra ngoài quá lâu ta quay lại tu dưỡng tiếp đây ma quang đáp lời một cách bình tĩnh ngay sau đó bóng người loáng lên rồi hóa thành một làn khói đen chui vào cái bóng hàn lập in trên mặt đất nhanh chóng mất dạng hàn lập nén một hơi thở dài sau khi liếc mắt nhìn về phía liễu nhạc nhi đang ngủ say hắn từ từ nhắm mắt điều tức sau đó nửa ngày liễu nhạc nhi mới thức tỉnh lại